tất cả mọi người nhé. Hai mẹ con tôi đang cãi nhau bực mình quá cơ. Xuân sắp đến rồi, cứ cãi nhau kiểu này mệt mỏi lắm cơ. Mẹ nói lần cuối cùng nhá, con đừng có lèo nhèo bên tai mẹ nữa. Từng tuổi này rồi mà mày cứ nói cái vấn đề mà gọi là nó tế nhị mà nó dở hơi thế thì có mà tao không thích nghe nữa đâu nhá. Không nghe cũng vẫn nói. Cái thói đâu thói lạ thật đấy. Con cái nói mà mẹ cha lại cứ cãi châm chẹp á. Cái chuyện này là sẽ nói từ cái lúc dậy thì cho đến khi nào hết trứng. Không thì tôi không chị nói Hiền nữa. Chị Hiền ơi, thế bây giờ chị nghĩ em còn trứng để đẻ hả chị? Tôi xấu hổ quá cái bà Hiền ấy. Tôi không nói chuyện với bà nữa đâu nhá. Mẹ ngồi xuống. Trời ơi, thôi cứ nghe con một lần đi, con không nói nữa đâu. Con chăm cha không bằng bà chăm ông mẹ. Biết nói gì đây, thôi nay mẹ ngồi nghe con một lần. Bao nhiêu năm tháng nuôi con một mình, thanh xuân úa phai. Con mang thân con gái đã theo chồng nơi xa. Nay khi con yên năm mẹ cô đơn một bóng, nên thôi con xin mẹ mở lòng để đón thêm tình duyên mới. Vẫn biết lòng con lo khi mẹ già cô đơn một mình. Nhưng bao năm tháng trôi đi muộn phiền nên nay cũng quên. Hôm nay con cứ ép kim ông chồng cho vui. Con ơi con có thấy mẹ nấy đâu che nữa, nên con ơi thôi đừng mặc kệ mẹ nghiến răng mà cô đơn. Đấy, bao nhiêu tâm tư tình cảm nguyện vọng của tôi nói hết cho chị nghe rồi đấy. Cho nên cái vấn đề chồng con ấy, chị đừng có đả động gì đến cho tôi nữa nhá. Lần cuối cùng tôi nói với chị không nói vấn đề nữa nhá. Không nghe con đi về. Mày về đâu? Con về nhà con. Để làm gì? Con về nhà con. Mẹ không nghe con ở đây làm gì. Con sẽ đi về và tuần này không sang chơi đâu. Tuần sau cũng không sang chơi đâu. Tháng sau cũng không sang chơi đâu. Con không sang, chồng con không sang. Và con cũng không sang. Mẹ thích cô đơn. Mẹ cứ ôm nỗi cô đơn một mình cho nó sung sướng một mình mẹ. Đứng lại. Sao mày rồi? Buồn cười lắm ý. Làm gì có cái thứ con mà mẹ đuổi một phát về luôn là nào? Ô, những cái vấn đề tế nhị này mày phải nói đi nói lại khoảng chục lần tao mới đồng ý được chứ. Tao phải giữ cái sĩ diện còn sót lại chứ. Ô, làm gì có cái giống mẹ nào mà tưng nay tuổi rồi mà con nó bảo đi lấy chồng phát ừ luôn à? Thế là như thế nào? Nói tóm lại là bây giờ hàng họ đã có sẵn ngoài ấy chưa? Ôi trời ơi, các bác ấy chờ ngoài này rồi. Thế thì mời vào chứ còn chờ gì nữa. Mời bác vào. Anh tên là Sự. Anh đi tìm vợ. Sự, anh là vợ. Anh có cây gậy. Anh có trái tim. Nhầm rồi. Ừ. Bác ơi. Ơi. Đối tượng là đây này. Nhầm à. Ô, con chào bác. Anh ơi. Ơi. Bây giờ á, giữa anh với tôi nhá. Ừ. Cái mặt nào là cái mặt mà gần đất xa trời hơn? Mặt anh gần đất xa trời hơn. Thế mà anh dám mạnh mồm mà anh chào tôi là bác thì tôi cũng sợ anh thật đi. Ờ, em ơi. Thế đây là gì? Con này là con gái của tôi, nó có chồng có con cả rồi. Ừ. Ở cái nhà này chỉ còn mỗi mình tôi là chưa chồng thôi. Ừ. Thế thì anh chào em chưa chồng. Em ơi, mời anh ngồi đi không, anh đi viện bây giờ. Cho ngồi đi. Ừ.
nay phải đi bằng ba chân mới đi được à? Hai chân chính khó đi, đi chủ yếu bằng chân phụ. Nhà ông anh ở đâu? Hả? Con đây con quay cái ghế sang đi cho chấp. Mẹ nhìn mặt cái bác này mẹ thấy mệt quá cơ. Thôi, em anh quay nói thì anh ít mà anh thở thì em nhiều. Em quay quay anh. Ôi giời ơi. Thế nhà anh ở đâu? Nhà Cầu Tó. À, Cầu Tó. Ừ. Văn Điển đấy mẹ. Ồ, ở gần Văn Điển hả? Ừ. Tiện nghỉ. Tiện chứ. Thế đã mua được miếng đất nào ở đấy chưa? Một miếng thì không đến nhưng cũng mua được 4 mét. Thế à? Thế để có gì phát để sang đấy luôn cho nó tiện đấy. Để lúc nào gặp nguy sang đấy luôn. Thế à? Đỡ mất thời gian. Thế à? Thế từ nhà tôi đến đây thì anh đi bằng phương tiện gì? Anh từ nhà anh sang nhà tôi ấy. Anh đi bằng phương tiện gì đấy? Đi bằng phương tiện đi bộ đấy rồi. Đi bộ à? Đi bộ. Cứ một đi. Một công đôi chuyện hả? Một công đôi chuyện. Vừa đi vừa thể dục. Thế à? Thế anh đi mấy ngày mới đến? Đi từ tơm tởm sáng hôm qua đến tim tỉm tối nay mới đến nơi. Thế à? Thế đi bộ được bao lâu thì phải nghỉ? 15 phút. 15 phút rồi. Mệt xong nghỉ. Xong bò. Bò mệt lại nghỉ. Nghỉ xong rồi lết. Ôi giời, anh lết từ ngoài đường vào. Thế anh lết kiểu gì? Bác này bác ấy lết nhanh hơn đi mẹ. Tài nghỉ. Ôi giời. Chồng chưa? Không, thế thì anh giỏi quá. Chưa rồi anh lên chưa? Thế chắc là anh chắc anh dùng tốn quần lắm nhỉ? Mày thế này thì quần nào chịu được. Nhưng nhà anh cũng có điều kiện cơ mà. Thế anh tên gì đấy? Hả? Anh tên là gì? Sự. Sự hả? Nickname của anh là Tâm Sự Với Hiền. Sinh nhật 18 tuổi là cách đây 69 năm rồi. Vị trí là năm nay anh 87. Này bảo này, nhà ấy thì là vợ mất lâu rồi. Các con đi làm xa. Anh lết khỏe thế thôi nhưng nhiều bệnh lắm. Tim. Tim hả? Thoát vị địa đệm. Huyết áp tiền đình. Không biết đi lúc nào nên cũng muốn kiếm một người về để trông nom. Hiểu rồi. Những lúc mà mình đi thật bất ngờ. Hiểu rồi. Gớm, anh nói thì ít, anh hú thì nhiều. Đâm ra tôi cũng bị mệt theo anh ấy. Thông cảm thôi. Thế hỏi thật nhau nhá. Từ trên xuống dưới còn chỗ nào dùng được không? Tính theo chiều từ trên xuống dưới, ngày xưa là chỗ nào cũng dùng được. Nhưng bây giờ tính theo chiều từ dưới lên trên, không chỗ nào được dùng. Mày bắt về đây cho mẹ làm cái gì đấy hả con Hiền ơi? Thế mày tưởng là tao không làm được gì ngoài cái việc mà tao tâm sự à? Thì cái nhu cầu của mẹ là có người tâm sự thôi, cần gì phải sức khỏe lắm. Thế một ngày anh có thể tâm sự được với tôi bao nhiêu lâu? Vẫn 15 phút. Tao thì tao nói nhiều, tao cần cái người nghe tao, cái cần cái người nói lại thôi. Một ngày 12 tiếng đồng hồ, ông ấy tâm sự được 15 phút, thế còn 11 tiếng 45 phút kia tao làm cái gì? Hai đứa ngồi thở với nhau à? Tâm sự 15 phút xong xem anh thở. Sao đâu? Em ơi, này, cho hỏi, từ nay hỏi anh hơi nhiều. Em tên gì? Tôi tên Hòn. Nhầm, tên Viên. Đấy, Viên. Anh nhìn anh quên cả tên mình. Tôi tên là Viên. Tên là Viên? Không phải tên là Hậu à? Không, Hậu ở đâu đấy? Cho anh về. Sao lại thế hả bác? Hả? Thế là thế nào?
có cái ông thầy tử vi, ông ấy bảo tôi là nhất định phải lấy một em tên là Hậu. Lấy em mà không có tên là Hậu là tôi đi luôn. Không hợp, không hợp. Tưởng em là Hậu thì chúng mình làm cặp hậu sự lo cho nhau. Ôi dồi ôi, suýt nữa tôi mất 100 triệu là hậu sự cho lão này. Tôi thấy bác cứ ngược nhé. Ừ, thế không phải thì tôi về. Vâng, cảm ơn bác. Lại một lần đổ vỡ, mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì ai thương đâu. Em ơi. Vâng. Không có duyên với nhau mình làm bạn tốt nhé. Ok là. Nickname của anh tâm sự với em. Vâng. Ừ. Cháu gọi cho bác cái taxi không? Thôi tự đi được hả? Thể dục mới đi. À, thì bác lại nhà rồi cháu học tạo bác sau. Ừ. Đi này bao giờ vào đến nơi. Kiên nhẫn thôi. Mày coi thường tao quá. Thật đấy. Mẹ chán con quá coi thường mẹ. Mẹ. Xin tạ lỗi vụ này. Người già. Yên tâm, con gọi bác khác. Ai đừng như bóng dừa, tóc dài bay trong. Chào những khán giả thân yêu của em. Hát bài Giáng Đứng Bến Tre. Miền Nam gọi thuyền bằng ghe, sau đây Giáng Đứng Bến Tre bắt đầu. Ai đừng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre? Con gái. Em chào anh, em con gái Bắc Ninh anh ạ. Con gái của Bắc Ninh nha. Con gái của Bắc Ninh không hát bài này. Hát thấp xuống nhá. Ừ, anh. Cao quá. Định hát gì? Ừ, gặp em ở Bắc Ninh anh phải hát bài mà. Trên quê hương quan hỏi một làn nắng y cũng mang điệu dân ca. À, quê hương ta, gái tay trai tay xuống tay cây đảm đang nghi. Việc nước, việc nhà, về ăn thì toàn nắng mưa nhọc nhằn, vẫn tươi duyên. Trời ơi, cái cặp đôi này trời sinh ra cứ như là để dành cho nhau ấy. Hoàn hảo ghê lắm cơ. Em chào anh. Anh chào em. Em mời anh ngồi. Cho anh ngồi bên nào đây? Ngồi bên này cho thuận tay nhá. Anh muốn ngồi đâu? Anh ngồi đây này. À, ngồi đấy à? Vâng ạ. Gặp nhau cái là đã có cảm tình rồi đấy. Vâng ạ. À, em xin mạn phép hỏi anh tên gì đấy ạ? Ồ, anh tên là Công. Ô, Công Công à? Ô, sao lại thái giám? Anh tên Công à? Anh tên là Công chứ không phải là anh là Công Công. Công, Công là khí công, thế này này. Công là thẳng chứ không cong, hiểu không? Vâng, em hiểu rồi. Thẳng tân à. 12 giờ, 12 giờ. Đi ở 12 giờ không? Em biết rồi. Thế hôm nay ngọn gió nào lại đưa anh đến nhà em đấy? Ờ, à, thế thì chả là thấy ở trên Facebook hay sao là kén chọn nhân duyên. Thế thì mình đi công việc thì đi ngang qua thôi. Thì mình thích thì mình vào thôi. Mình thích thì mình làm thôi. Có phải 501 anh em? Thế thành ra là mình gặp nhau nó giống như là cái duyên. Ồ, nhân duyên gặp nhau đấy. Vâng. Em có hứng. Ôi chết rồi. À, đã, anh... Sao bác cái đề cập luôn thế hả con? Trả bù cho bác kia. Có hứng thì sao đâu. Anh ơi, sao anh nhanh thế? Anh vào anh một phát. Bác ơi, bác tìm gì ạ? Chết rồi. Tìm bác gì? Tìm cái như, chữ nhã rơi mẹ nó mất chữ nhã. Thế là thế nào ạ? Ý nói là em có nhã hứng thì mời nhau chén nước chè. Người quan họ gặp nhau là mời nhau chén nước chè. Khách đến đến chơi ở nhà là chơi nhà. Đốt than ở dậu mà quạt nước pha trà mời người rơi. Bác ơi! Hả? Theo cháu bác đổi tên đi, đừng có lấy cái tên khí công nữa. Tên của bác phải là nội công. Cái tên gì nó mới đúng với bác, bởi vì bác thâm quá.
Thầm quá. Nội công thâm hậu quá. Ai đời có hai cái chữ nhã hứng mà bác cố tình đánh rơi chữ nhã để bác đi tìm nó ở ngay cái chỗ mẹ cháu mặc cái chân mẹ cháu thì kia mà mình bác đi tìm chữ không thì sợ thật. Sáng quá sợ bác đấy. Luôn đấy. Thôi, thôi con ạ. Hiền ơi! Ôi! Nghe bác nói không? Đốt củi pha trà để nghe chưa? Có! Phấn khởi đi vào pha trà ơi! Nghe rõ rồi! Thế sao? Sao lại ngồi thế này? Đàn ông con trai thì ngồi trong mồm như thế lắm. Nhìn ngồi dạng háng như thế mà được à? Căng! Đây, mẹ khép vào! Đây, khép đây! Khép tôi là chuối vào! Đây, em khép đây! Sao đi có quát con thế em? Mẹ sao có quát nó thế? Không phải quát anh ạ. Nhà em là có cái truyền thống, cứ hôm nào mà nhà có cái sự kiện gì anh bỏ chân xuống. Sao có mình quen biết gì quan trọng. Ờ à, thế à? Vâng. Ờ thế là quát thế là người là quan trọng à? Vâng. Anh cũng được xếp vào hàng ngũ quan trọng à? Vâng. Anh tên là Công. Em tên là gì? Em tên là Viên. Úi giời ơi, thế thì mình xếp với nhau thành Công Viên thì thôi tuyệt vời nhỉ. Anh cứ đi từ 4 rưỡi và 5 giờ sáng. Sáng ra anh cũng tập thể dục, anh cứ đi thế này. Cứ đuổi nhau thế này. Cứ đuổi nhau như thế này, cũng đuổi nhau cứ tập thế này. Tôi chết rồi, BD rồi. À, no. No, no BD. I am a M. I am a super. Oh, oh, super man. Oh, no BD. Oh, no. I am a M. I am a super. Oh, super man. Ờ, em hiểu rồi. Man. Anh ơi, thế năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 61. Em 60 đấy. À, gái anh 2, trai anh 1 đấy. Thế á? Ừ. Ông bà mình bảo thế là tốt lắm hả anh? Ừ, tốt lắm em ạ. Ừ. Thế vợ con anh thế nào rồi? Anh một vợ, không có con. Thế à? Còn vợ anh nó bỏ, anh nó đi theo giai rồi. Thế à? Chắc anh yếu quá, nó chán, nó bỏ anh gì đúng không? Em đánh giá anh thế nào mà em nghĩ là anh yếu? Chả cần gì phải đánh giá, em cứ nhìn cái dáng đi của anh là em biết rồi. Ai lại đàn ông con trai mà cứ đi lụa là gấm vóc như này, xong lại rêu phong rũ rượi thế thì nhìn biết ngay. Anh chắc có khi là đi leo núi chắc chỉ lòng vòng dưới chân núi thôi chứ không bao giờ lên được đến đỉnh nhỉ. Ý em nói có nghĩa là anh, có nghĩa là đạn chưa ra khỏi nòng đã rơi gì? Không, em không phải ý đấy, nhưng mà chắc là cả đời anh chắc đi tàu ngầm, không bao giờ lên được máy bay nhỉ. Thế vậy anh có bồ có việc gì không? Ba con nha. Ôi dồi, lại quen cùng một lúc ba chị. Ba con một liền một lúc. Thế bây giờ các chị đâu hết rồi? Một con thì vừa tuần trước lên Hà Nội chữa gọi là đục tinh thể. Đục thủy tinh thể á? Đục thủy tinh thể. À. Thế mà còn đứa, một đứa nó thì sang Thái Lan thì chữa đái tháo đường. À, gớm đẻ không đẻ cứ đái, ôi khiếp nhục thế đấy chứ. Nhục với mẹ ấy, hiểu không? Còn một mẹ nữa thì cái phần mềm hỏng hết rồi. Tức là nào? Thế chỉ còn được phần cứng thôi. Được mỗi phần cứng đấy, phần mềm hỏng rồi. Hôm nọ mình vơi ở xong thì quên cái quần đùi sang lấy, thế là nó lẫn, nó cầm dao nó đuổi, nó đâm mình tí chết. Ôi giời ơi, cái thần kinh hả anh? Chả bị thần kinh đâu, cho sang Mỹ thay não may ra thì được vài phần. Nói chung là hỏng hết rồi, hỏng hỏng, ôi, chán lắm. Ê ôi, thế anh nhìn thế mà đâm cũng... Vợ thì bỏ đi theo giai, còn ba cái người mà anh đang yêu thương thì lại chả lành lặn. Chính ra anh bi kịch nhở. Khổ lắm em ạ. Lấy về cái con vợ tham tiền. Mà đàn bà nó tham tiền thì kinh lắm. Đời anh cay đắng lắm. Mỗi người một nợ cầm tay, mà người thì nợ vợ, mà tôi nay nợ chồng. Gia đình anh nó như cái nồi lẩu ấy em mà. Cắt nửa đời tôi, thái nửa đời tôi cho vào trong nồi lẩu. Bỏ thêm tiêu đen, bỏ thêm mari, ớt vàng thêm cả sa tế, cay vô cùng, cay hơn gừng khi vợ theo trai.
giận hờn sao chớ treo cho thân mình. Bởi nghèo nên mới cô đơn vô vọng, không gia đình chẳng một người thân. Khi đêm về lặng thầm con tim mồ côi, vì sao trời cứ ném con ra hành, để cho thân xác con đây tan tành. Xin ông trời hãy dù lòng thương, cho con tim được một chốn yêu thương. Trà đầy bao uống cho vơi niềm đau, mẹ con bạn cứ qua chơi như người thân. Sống chân tình yêu hết mình, mẹ con sẽ giúp bác thêm yêu đời. Nói thật với anh, yêu anh công thề với anh nhé. Nghe anh hát thì cái người em nó thế nào? Làm sao? Mẹ nói thật với con bây giờ nhé, cái người mẹ nó không thể tả được á. Nó cứ nóng nóng rồi nó lạnh lạnh rồi nó cứ dâm gian cả người. Làm thế nào? Mẹ thấy thế nào? Hay là làm sao? Không, không làm sao. Nhưng mà con hiểu không? Có nghĩa là bây giờ mẹ muốn giết người. Con hiểu không? Này, 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 để bỏ anh xem cái tay xem nó có lạnh không? Này. Cứ tay tay lạnh em, tay lạnh không em, tay tay em lạnh đâu, tay lạnh nhưng mà nếu mà sờ mà chân mà cũng lạnh là vứt đi. Anh sờ vào chân xem nào. Ôi cái chân này nóng, cái chân này nóng. Rồi anh buông ra cho em giết ngay bây giờ. Anh đừng, bác ơi tôi phát điên phát rồ cả người rồi đến nay. Bây giờ theo con mẹ phải làm nào chứ sao chết. Con ý con là mẹ phải đi dạo ngay lập tức, đi ra ngoài trời cho nó mát mẻ, đi dạo ra công viên ý, vừa tập thể dục vừa tâm sự vừa coi như là rèn luyện thân thể. Bác ơi bác giúp cháu cái. Mẹ đi vào thay quần áo nhanh lên xong đi chơi với bác đi. Mẹ hiểu rồi. Nhanh lên, nhanh. Chờ em một tí nhá. Vâng. Này, con mẹ mày nó sắp ăn vã tao rồi sao? Ôi trời bác ơi, kinh cứ quá. Như là phép màu ấy bác ạ. Bây giờ thế này, bây giờ cháu thế nào? Sẽ ừ. Cháu sẽ nói chuyện với bác về cái vấn đề mà bác cháu mình thỏa thuận đấy. Ừ, thỏa thuận, bây giờ tình hình như nào? Ngồi đây. Bây giờ như này nhá, hôm trước cháu có nói rồi đấy, là nếu như mà mẹ cháu siêu lòng với bác ấy, thì cháu sẽ gửi bác 10 triệu. Thế còn tháng nào mà bác làm bạn với mẹ cháu, bác đưa mẹ cháu đi chơi, rồi nói chuyện tâm tình cho đỡ buồn ý, mẹ cháu mấy chục năm nay rồi ở vậy, khổ tội lắm bác ạ. Bác giúp cháu nhá. Thế thì cứ mỗi tháng như vậy, cháu gửi bác 5 triệu. Đấy, bây giờ đây cháu chuẩn bị đây này. Cháu gửi bác trước cái 10 triệu mà. Rồi thì xong. Cháu nói chuyện bác đấy. Nhưng mà thế này nhá. Dạ. Bây giờ là thay đổi rồi. Dạ. Thay đổi rồi. Là sao ạ? Tao nhìn thấy mẹ mày mà đi giờ là không phải là đi ra công viên chơi mà là chơi đi đấy. Kinh lắm, tao sợ lắm. Dạ là thế nào ạ? Dạ là thay đổi. Nói chung là đổi. Thay đổi. Dạ. Thế cho nên là phải tăng giá, bây giờ phải gấp mới làm thôi. 10 triệu không bỏ bèn, giá sẽ tăng đến 20 triệu. Dựng kịch như thế này, đố ai kia diễn hay bằng tôi. Có ok thì chơi, không phải rảnh thì tốt mà cuộc vui. Ông xong chưa tôi nói ông nghe, lật lọng thế được không? Được, lật lọng đấy. Hôm qua ông thơm thớt yên tâm, giờ thì ông phá thôi. Tôi xin ông hãy nghĩ cho sâu, mình phải giữ lời nhau. Bao lo toàn công sức đem ra, tiền mồ hôi của tôi. Mà ca, mặc kệ tôi không biết. Để cô nhìn xem, tôi nói thật với cô thuê tôi nhá, cô nhìn xem nhá. Cái chân của bà ấy to như thế mà đêm mà nằm mà bà ấy đè vào tim tôi nhá, thì cô tính xem chỉ có ngáp. Mở màn ra một cái là trông như con voi trong giường. Ông thôi đi, thôi gì thôi.
tôi chưa thấy một cái người nào lật lọng, dở mặt, cháo trở như ông ấy. Đời nó thế đấy, lật lọng, con thằng con tử tế lắm ấy. Trời ơi, trong ngày xưa cô không đưa mẹ cô đi lấy chồng sớm đi, bây giờ cần xúc lỗ rồi mình đi lấy về để về cúng à? Suốt ngày vợ chồng con cái đi chơi, xong thì Tết đến cũng không về nhà, giở vờ đi chỗ nọ đi chỗ kia, xong bây giờ lấy một người về để trông cho cô, để cô đỡ rảnh tay. Ông lạ đây, các cô tử tế gì? Gớm, thế lạ gì các cô? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi trái, chuyện nhà tôi làm sao ông biết được? Cái việc này tôi đã nói với mẹ tôi hàng 10 năm nay rồi, nhưng mẹ tôi là người đức độ, mẹ tôi thương tôi, thương con, thương cháu, mẹ tôi không đi bước nữa. Còn bây giờ khác rồi, tôi cũng đàng hoàng, các cháu nó lớn rồi, cho nên mẹ tôi mới đồng ý với tôi để làm cái việc này. Ông đừng có vơ đũa cả nắm, ông không có quyền nói tôi như thế. Hiền, ông sao con lại nói với bác như thế? Mẹ, mẹ nghe thấy gì rồi ạ? Mẹ nghe hết. Nhà mẹ bé mà, có mỗi 2 phòng thôi. Con với bác nói giọng oang oang thế mẹ không nghe hết, hóa mẹ điếc à? Nói thật với anh Công nhé, cả mấy chục năm rồi, chưa hôm nào tôi vui như hôm nay anh ạ. Thề với anh hôm nay là cái hôm mà tôi có nhiều cung bậc cảm xúc nhất ấy. Hỉ nộ ái ố. Anh có biết không, bởi vì chả có ai mà chịu nghe tôi nói hết. Đâm ra là hôm nay tôi rất là vui. Anh đừng có trách cái Hiền. Anh ơi, con ơi, mẹ mặc cái áo này được không? Dạ. Anh ơi, cái áo này nó mua cho tôi lâu lắm rồi, nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội mặc cả. Có đi ra ngoài đâu mà mặc. Đây này, cách tân anh ạ. Yếm này, áo dài này, anh thấy có còn giống gái Bắc Ninh không? Em kia mặc yếm hở lươn, đêm em nằm ngủ con lươn to nó bò vào. Mặc thôi đi. Con không được nói chuyện với bác như thế. Anh Công ơi, tôi thấy thế này này. Bây giờ cháu Hiền nó không đủ tiền để nó thuê anh hàng tháng, thì thôi tôi giả anh nhé. Thôi thì anh cứ nhận 10 triệu một tháng tôi giả cho anh. Anh đến anh trò chuyện với tôi, anh chịu khó nghe tôi tâm sự. Cùng lắm anh hát cho tôi nghe cũng được. Tôi thề với anh tôi không làm cho anh đột tử đâu. Này này, cái việc này là việc của anh với con em, chứ còn không, em là chuyện khác. Không, bây giờ là chuyện của người lớn chúng mình. Khổ thân nó, anh đừng có hiểu nhầm nó. Nó cũng là đàn bà, nó cũng là mẹ. Nó hiểu được cái tâm trạng của tôi. Gớm, từng tuổi này rồi mà cứ cô đơn trong ngôi nhà của mình, sống chết lúc nào không biết. Thôi cứ như thế đi anh nha, chúng mình đi đi anh, đi đi đi. Nhưng mà bây giờ này tự dưng này đau bụng. Con ơi, dắt bác vào ở trong nhà. Mẹ, dắt bác vào. Đau bụng nhưng mà này không đi vào trong đấy được. Quên cái gì à? Tôi bỏ quên cái cơ duyên. Ông trời cho tôi cái cơ duyên mà tôi lại bỏ đi mất. Anh Công này, cơ duyên nó không phải như cái quần, cái áo mà anh để quên là anh có thể quay lại lấy được đâu nhá. Viên này,
anh muốn đề nghị mấy em một việc thế này có được không? Em có nghe anh nói không? Anh vừa cướp được của con em 10 triệu. Bây giờ này anh muốn làm một cái bản hợp đồng là anh muốn thuê em làm vợ anh trong 10 năm. Mỗi năm 1 triệu. Thế thì khi mà anh chưa chết thì lúc đấy thì mình lại đáo hạn, em có đồng ý không? Chả biết là có đồng ý hay không nhá. Nhưng mà bây giờ á, em sẽ sell off cho anh 50%. Có nghĩa là bây giờ mỗi một tháng, mỗi một năm em chỉ lấy 500 thôi, có nghĩa là mình được 20 năm đấy. An, thế ba cái chị kia đâu? Ba cái chị mà đục thủy tinh thể với lại đái tháo đường với lại hỏng não đâu? Bốc phét. Mẹ thằng già đâu đi tán gái chả bốc phét các bác nhỉ? Đi tán gái thằng nào chả bốc phét? Không có ai à? Không có ai. Ai? Ngoan. Gì bình tĩnh gì nào? Ngồi sao xuống, bình tĩnh. Từ xương sau này cũng... Bây giờ ngồi xuống đây. Cũng rối tóc, mẹ làm gì có tóc. Thế không có ai lý do gì mà cần tiền đến cái mức mà phải đi cho thuê thân thể mình để mà dắt người khác đi chơi, dắt người khác đi tâm sự nói. À thế này, em nói em hiểu thế này. Anh cũng có tiền, nhưng vừa rồi là tuyển 300 cháu. Nó thì cứ yêu cái... cái ngày hát dân ca ấy, trèo, quan họ, hát văn, dạy các cháu tốn kém quá. Thì thế là anh tự mở ra à? Tự mở ra. Miễn phí à? Miễn phí mà toàn tiền của anh hết đấy. Thế không ai đầu tư cho anh à? Có, họ có đầu tư nhưng không biết đầu tư đi đâu chứ có đầu tư cho em đâu. Thế à? Ừ. Úi dồi ôi, cái đấy quý lắm đấy anh ạ. Ừ. Thôi thế như thế này nhá. Ừ. Anh chờ em một tí nhá. Ừ. Hiền ơi! Wow. Đây đấy, giật đây. Mình. Nhanh lên, phấn khởi. Ôi, úi dồi ôi. Nhanh lên, nghe rõ trả lời, nhanh lên, mày chạy nhanh lên. Vứt mẹ cái quốc nhọn để đi. Bác ơi, sao tưởng bác về rồi? Không hỏi, chuyện của người lớn vớ vẩn. Bây giờ nghe mẹ chỉ đạo thôi, cứ thế mà làm nhá. Dạ. Ngay ngày mai đi lấy cái sổ tiết kiệm lương hưu của mẹ về nhá. Dạ, để làm gì? Đưa hết cho bác Công. Úi dồi ôi. Bác Công mở một cái lớp học miễn phí con ạ, dạy hát miễn phí. Dạy để giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ gìn gọi là gì nhỉ? Của anh là cái gì nhỉ? Hát trèo với lại là hát trèo, hát văn, hát văn, hát sẩm. Đây hát sẩm. Dạ. Con này cải lương hay con là cải lương? Con cải lương. Còn em dạy quan họ Bắc Ninh anh ạ. Bà thì theo tôi là không nên hát mà chỉ nên rên thôi. Ôi anh vớ vẩn. Cháu hát hay lắm. Rồi. Cháu hát hay lắm. Con đồng ý không? Nhớ. Dạ. Mình góp vừa, góp mẹ, công, góp mẹ. Của. Ôi thế hay quá anh ạ. Dạ. Re cái đi. Yeah. Thơm cái nào? Thơm. Thơm cái nào? Cũng chê em già chỉ mình anh là chẳng chê, nên đã bao năm rồi em chẳng còn mơ nữa, không biết đi nơi đâu kiếm ra người thương mình, nay kiếm ra anh rồi chắc thôi duyên thắm tình. Tuyệt vời thay, tuyệt vời thay mỗi tơ duyên, tuyệt vời thay, tuyệt vời thay mỗi tơ xuân. Anh cũng mong suốt đời đến ngày nay đưa gặp em, cho dẫu em hơi già mũi thật là hơi béo, anh vẫn yêu em nhiều sẽ bên cạnh sớm chiều, lo tới chi mai này cứ sống vui mỗi ngày, chỉ cần yêu, chỉ cần yêu mãi em thôi, chỉ cần yêu, chỉ cần yêu mãi em thôi. Ai cũng mong cho mình có tình yêu thật bền lâu, con cũng mong cho mẹ sống cuộc đời hạnh phúc. Xuân dấu đi qua rồi gốc cây lại biết trôi, xin chúc cho hai người sẽ bên nhau suốt đời. Đời thật vui sướng mỗi ngày. Đời thật vui sướng mỗi ngày. Đời thật vui sướng mỗi ngày. Cảm ơn các nghệ sĩ Sơn Trần, Xuân Hinh, Hồng Vân và Thanh Thanh Hiền. Một lần nữa, Xuân Hinh, Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền, Sơn Trần xin cảm ơn những khán giả thân yêu và xin chúc cho tất cả những khán giả thân yêu của chúng tôi sức khỏe, hạnh phúc và hạnh phúc.
Thành Đạt. À, dạ xin thưa với các bác thế này. Bây giờ nó có nhiều dòng nhạc, nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc nhẹ, nhạc hát về bướm, về hoa. Nhưng riêng em là cứ thịnh cái dòng nhạc chim. Em cứ hát về chim nhưng mà em lại họ Bùi. Không biết là Bùi gì nhỉ? Quên mẹ rồi, các bác biết em Bùi gì không? Ai bảo Bùi Hinh đây? Thế nào này còn bị Hinh? Thế đúng rồi. Các bác biết Hinh năm nay bao tuổi không nhỉ? Hả? 61 á? 61 thì trẻ quá. Thế nào mà 82 á? 82 già quá. Em chưa 18. Cũng không được. Sai hết rồi. Đến tuổi của em còn không nhớ nữa là các bác. Đầu này lẫn lắm, đừng có cười các cháu. Trẻ đừng có cười nhá. Ai rồi cũng đến cái tuổi già, nó cũng thế thôi. Nó cũng lẫn thế thôi chứ đừng có cười trước. Thế thì em xin các cháu bảo tôi cho vào trong này, gọi là nhà, coi như cái nhà này là nhà trông người già, thì vào đi thấy vui. Coi như vậy là hiện nay là có hai con mẹ, nó cũng ở cạnh phòng. Một con 71, mới lại một con coi như vậy tình hình là 69. Đấy, một con tên là Vân, Vân Mây, nhẹ nhàng bay bay. Nhưng mà hóa ra là mẹ nó chạy thình thịch đấy các bác ạ. Mẹ như xe tăng ấy. Béo lắm mà nhìn buồn nôn. Còn một em tên là Em Hiền. Em Hiền thì người thì nôn. Mà hay dỗi lắm. Thế bây giờ thôi thì xin phép các bác là gọi nó ra, mà có nó ra ăn ủi đi. Gọi cái giống này nhá, gọi không được không ra. Cứ phải cho ăn cái gì mới ra. Nó chết phải ăn thì sao này. Hiền ơi, Vân ơi. Ra đây rồi. Bò đây, ra thịt bò đây, bò cũng về đây. Rồi, em ra Vân đây. Vân ơi, Hiền ơi. Đấy, ôi trời ơi, đấy. Đấy, các bác nhìn chưa? Quá voi vật chưa? Ôi trời ơi, chào. Chào cả nhà mình. Ôi trời ơi. Ôi, em chào anh Hinh. Hả? Đây. Anh đấy. Đây, đây năm hết Tết đến đây này. Ờ, ít nhất phải có cái hoa, cái đào, cái mai vào cho anh. Cái đào đâu, chưa có đào à, đâu. Đào con Hiền nó cầm. Thế à? Con Hiền nó cầm. Thế bò đây hả? Bò đây. Ra ăn thịt bò à? Thì biết rồi, nhưng mà... Có 2 cân, tao ăn có 5 nạng đây, đây còn cân rưỡi đây. Sao lại xưng tao thế, yêu đương nhau mà lại tao với mày. Mày đúng là cái thằng không có văn hóa. Ra đây em bảo. Thế hôm nay là mình ăn bò cu bê hả? Ừ, bò cu bê. Thế sao lại cái loài chủng bò gì mà nó nạ nùng thế? Bò là bò mà bê là bê. Ừ. Mà lại bò cu bê. Thế thì anh mời chúng em ăn bò hay là ăn cu bê? Nó phải rõ ràng ra. Thì tùy em rồi, em thích ăn cu bê thì em ăn, mà em ăn bò thì em ăn, cái tùy em. Thế cái Hiền đâu? Cái Hiền, Hiền em đâu? Không biết, Hiền. Ô, anh thấy nó ra đây chưa? Chưa. Ô, thế sao tưởng nó ra rồi? Không có thấy đâu. Ô, hay. Thế nó ngủ với em mà. Thì đúng rồi. Thế nó chưa ra đây hả? Ừ. Thế để đi vào tìm nó. Ừ, chứ. Ăn thì phải ăn cả 3 người nó mới vui nhỉ? Ừ, ăn một mình đau tức, làm một mình cuộc thân. Vào gọi nó ra ăn đây. Vào gọi nó. Cứ ăn mãi, ăn chán quá. Ăn hết. Có nửa cân mà chán quá. Ơi, em khỏe không? Chị à? Ừ, chị đấy. Chị đi vào tìm cái con chị ấy. Chị khỏe không? Chị khỏe, để chị đi vào tìm con ấy cái. Vâng. Em chào các bác. Thế em ra đấy à? Anh Hinh. Chờ em lâu chưa? Chờ lâu rồi, chờ hơn tiếng rồi. Ui giời, thế à? Khổ. Em lại phải đi tìm bà Vân. Thế bà Vân, bà ra chưa? Bà chưa. Ôi, chưa ra. Chưa ra. Chưa thấy bà ra. Ừ. Ôi, thế bà đi đâu nhỉ? Bố anh mà biết được nó đi đâu. Khổ, cái phòng bé tí bé teo.
có mỗi hai chị em mà kẻ ra người vào không tìm thấy nhau, lạ thật đấy. Thì tưởng nó ngủ với em mà. Thì ngủ với nhau đấy, thế mà đến sáng thì không thấy bà đâu. Để em vào, em vào em tìm bà Vân. Thôi bà Vân, chờ tí nhá. Chờ tí thôi, nhanh đi ra nó nguội hết rồi. Thôi chết rồi. Ôi trời, chị à. Em thôi, chị thôi, đang em đang bận, em tìm bà ở cái nhá. Ông Hình ơi, ông Hình ơi, không thấy con Hiền. Hả? Không thấy con Hiền đâu cả. À thế à? Ôi thích nó đi đâu nhỉ? Hay là nó chết rồi? Ôi tôi chết rồi, cho nó chết hả? Sao ông sao lại biết nó chết? Thì vừa thấy nó qua hai cái cáng, vừa cáng qua xong mà cứ ngáp nè. Sáng hôm qua có bảo đấy, tôi đã dặn con Hiền rồi. Tối hôm qua hai chị em ngủ tâm sự bảo mày cẩn thận, đừng có đi theo cái cáng ấy nhá. Thế mà nó lại đi mà nó lại không nói với tôi. Thế nó chết rồi hả? Sao chết nhanh thế nhỉ? Bố thì thấy cáng quá đừng biết được không? Thì đi vào đi. Thôi ta vào ta tìm thêm lại lần nữa nhá. Thế tìm khổ thân đâu quá rồi. Sao lại không chết lầm, nhanh ra rầm rớ này mà. Hiền ơi, ôi trời đất ơi. Ôi trời, em chị tôi em tao đang đội lắm đấy, đừng có hỏi tao nữa. Không. Anh ơi. Hả? Anh ơi. Này, không thấy bà Vân. Không thấy bà Vân. Ôi thì là thế nào? Hay là con Vân nó chết rồi? Ôi trời ơi. Sao cháu chết nhanh thế? Hả? Sao lại chết được? Thì hôm qua lại thấy có một người khiêng đi xong cứ ngáp này nào. Ô khiêng cá ấy hả? Ôi tôi chết rồi. Hôm làm sao mà nó lại nhạy thế? Chả hiểu cái điểm thế nào mà hôm qua hai chị em lại nói đến đúng cái cáng. Ôi trời, mà còn dặn nhau là cố gắng sống khỏe để không phải lên cái cáng. Thế mà bây giờ lại lên cái cáng. Thế thì thôi ngồi về đây. Không phải, để em đi gọi loa. Sao không thấy không ai phải loa. Không phải gọi loa, ra ngồi đây. Ngồi khác nó ra. Thế anh đi tìm giúp em. Ôi rồi. Sao lại lại lên cáng là thế nào? Không tìm ra. Không thể tìm ra được. Không tìm thấy à? Đi gọi bên gọi là cái gì nhỉ? Đi gọi cái gì bảo cho cái mượn cái loa nhỉ? Không cái phải gì gọi nhỉ? Loa. Cái này con Hiền nó hỏi đây này, hỏi đây xem con Hiền nó ở đâu. À hỏi con Hiền hả? Con Hiền ngồi đây hỏi xem con Hiền nó đâu. Hiền ơi. Thế mày chị... có thấy con Hiền em chị đâu không? Em Hiền này. Ô chị Vân này. Ô Hiền hả? Trời ơi. Ôi mẹ. Ôi anh ta chỉ xem mặt mũi tràn quá. Đã xem à. Trời ơi. Ôi đúng mẹ rồi. Ôi trời. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Chị sợ mất em quá cơ. Trời ơi. Mà tao đi tìm mày. Tao tìm suốt. Thế lúc mà chị tìm mày thì mày ở đâu? Thì em vẫn đi tìm chị đấy. Thế cái lúc em tìm chị thì chị ở đâu? Chị đi tìm mày đấy. Ủa thế sao đi tìm nhau mà lại không thấy nhau? Thì thế mà thôi, chị chạy ra chạy vào. Hai chị em ăn đi. Ăn vâng đi. Ạ. Bò cu bê đấy. Vâng. Tôi ăn hết nửa cân thì còn cân rưỡi đấy. Đây vâng. Chờ em xếp lại cái đấy. Đổ trên đây rơi ra bảo rơi. Đấy khổ. Đấy. Đi thôi thôi, chị em mình ta ngồi ta thưởng thức đất kép bò. Ôi trời ơi. Đấy. Để xem. Em cho xuống đất. Thôi mày vứt mẹ xuống dưới đất đi. Mày vỡ cái đấy ông giết đấy. Để xem nó như thế nào nào. Chờ để em xem đã. Này chờ đã. Chờ gì ta thử lại xem cái bò. Ngon quá không? Ngon không? Mẹ răng không còn nhưng mà bò nó mềm quá cơ. Ăn đi. Hốc hết đi. Tặng đi. Tặng hết đi. Đấy. Cái loại vô ý thế đi. Già rồi mà vẫn còn không học được cái văn minh lịch sự. Mời người ta ăn mà nó bảo hốc. Anh nói cái con kia kìa. Cái con Vân ấy, nó ăn không cần nuốt. Mà nó nuốt không cần thở cái kìa. Mình sống với nhau cái tình là chính. Thì mời nó cũng phải nhiệt thành. Mẹ ăn, thôi để đi. Yên đi, em ăn. Anh nói cái con kia. Đây, em ăn đây. Nói thôi em kia. Ăn đi nhá. Rỗi gì cho mẹ. Ăn thì phải để cho người ta ăn cho ngon như vậy. Thôi được rồi, để em ăn. Ăn đi. Này, còn có miếng này, ăn nốt đi. Ăn hết mẹ rồi. Bà kia. Sao bà ăn tham thế? Ngon quá. Ôi trời ơi. Bà ăn, bà nuốt, bà nhồi, bà tọng kiểu gì mà hết cả ba cái hộp bò này. Bà đi ra đây, bà đi ra đây. Hết sạch bách. Đấy. Phàm ăn tụng uống, ăn hết cả, không để phải dành cho nó miếng nào. Thế bà là cái thùng hay cái chum hay cái vại mà bà ăn kinh thế? Ngon lắm. Ăn kinh ôi trời ơi, bà ăn thùng bất chi thình. Ăn như rồng cuốn, ăn như rồng leo, ăn như là rồng nhào lộn. Mềm bỏ mồm nó tan luôn này. Ôi trời ơi. Đến đồ vật nó cũng không ăn như bà. Bà tham quá, bà ăn bà phải nghĩ đến em bà. Nhớ.
bà ăn như thế này làm gì mà bà cứ kêu là chị không giảm này, cân. Còn cái gì đâu con? Lắm mồm chị ôi em, ta nói chuyện nó dối ra bây giờ đây này. Để tôi xem. Đây bà Vân. Ôi giời ơi. Bà Vân. Ăn hết cân dưới thịt bò. Tôi hỏi bà, thế bà là người hay là bà là cái con mèo vú mướp mà bà liếm không còn một cái giọt mỡ nào ở trong này cả? Cấm mồm nhá. Cấm mồm nhá. Mày đi ra đây. Bố mày mày điên lên rồi nhá. Mày sĩ diện mày không ăn được. Bố mày ăn cho xong rồi giờ mày mắng tao. Đại xưng bố. Tao chị mày, tao không phải em mày nhá. Mày đừng có mày như thế nhá. Tôi sĩ diện còn hơn bà là cái loại tham ăn. Này tao tham ăn mà tao thực tế nhá. Còn mày cái quân mẹ sĩ diện đói đói đến mẹ ở thì ở nhà hàng bèo mà lại cứ thích Lê Văn Sĩ là thế. Thế bây giờ sao? Tao hỏi mày, mày có đói không? Mày đói đúng không? Thế con mày nó tống mày vào đây thì bây giờ bạn bè hàng xóm nó cho ăn để cứ ăn đi sĩ diện làm con mẹ gì. Mày mà hỗn với ông bánh bỏ mẹ mày đấy nhá. Mẹ bà cũng là mẹ tôi đấy. Ôi con xin lỗi mẹ, con hỗn quá, tao đánh bỏ bố mày nhá. Ô bố tôi cũng là bố bà. Quên mẹ đi, bố mày là bố sau, bố tao bố đầu. Mẹ mình hai chồng. Bà rồi. Là cái loại cùn. Mày cùn nhá, này tao bà cùn. Này tao đánh mày nhá, tham ăn bà cùn. Tao đánh mày nhá. Bà bỏ cái tay thôi. Ra. Bỏ tay ra. Bà nói khi gì thì nói, bà không được xỉa vào mặt tôi thế này. Tao là chị, tao xỉ mày làm gì tao? Ô xỉa vào tôi cũng xỉa vào thôi, bà. Thôi thôi xin cảm em. Cảm ôi rồi. Này hỗn nhá, có hàng xóm láng giềng đây mày hỗn là tao đánh mày nhá. Ô bà đánh tôi à, bà đánh tôi dí bà chết luôn. À mày dí, này mày dí tao 1, tao dí mày 2 này. Tôi dí 3, 4 mày này. Này 5, 6, 7, 8. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Này con bà kia nhá, này tao chưa đánh mày chưa. Lần này tao cho mày biết tay luôn này. Mày tung 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 bà mày, tao không bà sợ mày nhá. Bà nhiều lần ăn hiếp tôi rồi. Tao ăn hiếp mày làm gì tao? Ồ. Mày làm gì tao? Bà tưởng thôi đánh mẹ đi cứ vờn mãi thôi. Này mày sợ đánh mẹ nhau tôi chết đi, con nào chết tao chôn cứ vờn vờn. Này tao không đùa nhá. Nó cứ vờn vờn. Ông bật lại. Bà chết đi rồi mẹ này. Bà chết đi. Vớ vẩn. Con Điền mày xông thẳng vào. Xông thẳng vào. Bà chết đi ông. Ui giời ơi. Đánh nhau, đánh nhau. Đánh nhau. Đánh nhau. Đánh nhau. Đánh nhau. Hai cô ơi, hai cô ơi. Cháu cắn. Thôi 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 thôi. Thôi. Quay lại mẹ anh. Ôi giời ơi. Đang đánh nhau. Cháu đây, cháu đây, cháu đây. Thôi. Mày là thằng nào? Nhìn kỹ đi. Con bố Hinh. À, thằng Trung. Thằng Trung hả? Trung hả? Trung khỏe đây. Ôi, đánh Trung đúng rồi. Nó đánh Trung khỏe. Trung. Đẹp trai sao? Đẹp quá. Cháu nghe tao hỏi đây. Vào thăm bố hả? Con có khỏe không? Con khỏe. Thế nhưng mà tại sao con vừa mới bước vào đây con đã thấy hai cô đánh nhau là như nào? Bất đồng quan điểm con ạ. Thế nào? Thì cô ăn thoải mái, còn nó không ăn rồi nó ganh với cô. Này. Nó mắng cô. Này. Bà này là bà ăn tham con ạ. Bà cầm tinh con voi vật. Bà ăn hết một lúc 3 cái hộp bò. Trong cái bụng bà này bây giờ là 6 triệu tiền thịt bò đấy. Mày quên đi nhá, tao ăn được cả 6 hộp cơ. Mà nói cho mày biết nhá, 3 hộp đấy là ông ấy mời mà mày không chịu ăn nhá. Mày đừng để ông Quýnh mày thêm một lần nữa nhá. Bây giờ ăn tham thế là còn đói. Bà còn ăn bằng không thế. Ôi dồi, trời. Em hỗn quá cơ. Khổ quá. Thế nhưng mà cãi nhau là về thịt bò đúng không? Thì bò gì? Cò bò cô bê đi, bố cháu không ăn hết. Mời. Mà bây giờ lại đi bỏ đi thì nó phí, cho nên là cô chấp nhận cô ăn. Rồi, đây. Cãi nhau về bò cô bê. Rồi ạ, cháu còn mang ở ngoài kia đầy một xe kìa. Cháu đã chia thành những phần, những hộp riêng rồi. Cho cô một hộp, cô chưa được ăn miếng bò nào cả. Vâng, bà này bà ăn hết rồi, cô chưa được ăn. Thế ạ? Ừ, cô chán lắm rồi, cô ăn cả 3 hộp cô chán lắm rồi. Cháu có cái gì khác hơn bò không? Có cái khác. Ngoài bò ra hôm nay cháu còn mang vào rất nhiều là bánh kẹo để cho bố cháu với cả các cô ăn Tết luôn. À thế à? Thôi đứng đây để cháu ra cháu lấy cho nhé. Để cô ra cho. Chung ơi cô bảo để hai cô ra lấy. Vâng. Thế mày đi cái xe biển số bao nhiêu? Dạ biển từ Q8 ạ. Ồ, đấy, nó làm to thật chị nhở. Cháu quan chức to, biển số đẹp quá. Thôi thế để cô ra đi em ơi. Chị bảo này, dạ. Chị, Chung ơi. À, Chung ơi. Này còn cái gì đấy? Chung, gì đấy ạ? Này, mày cháu, mày vừa bảo cháu hai bảo cô hai đi ra ngoài ấy làm gì ấy nhỉ? Đi ra nhảy vào cái quan tài ấy. Ê, này. Bố cháu nói đùa đấy nhá. Đi ra xe màu trắng
biển Tứ Quý 8 lấy thịt bò vào đây. Mà nhớ nhá, là bảo cái anh tài xế anh ấy chuyển đồ vào cho anh Trung, thế là anh ấy đưa cho. Ờ. À, được rồi, nhớ rồi. Chị xin lỗi em nhá, chị nhường em. Nhớ cái xe màu trắng biển Tứ Quý 8 nhá, đừng có tin lời bố cháu đấy. Nó nói cái gì? Không, chị nhường em, chị không dành ăn của em thế nữa. Thế thì phải chia luôn. Ừ. Đừng có mang về phòng mới chia. Chào anh. Anh nào? Thế anh này chứ còn anh nào, anh đứng đấy để trả chào anh thì còn anh nào đây nữa. Ôi dồi, chết chưa, bố nhìn lại xem ai đây. Ai? Con bố đây, bố nhìn lại xem nào. Ôi trời, bây giờ thằng Trung con bố. Ôi trời, tao lẫn quá rồi. Đã, ừ. Chán thế, lắm ấy. Này, này Trung Trung, thế ở nhà vợ con có khỏe không? Con có khỏe không? Thằng Tít cháu nội của bố có khỏe không? Cái nhà nó có khỏe không? Vợ chồng chúng mày làm ăn thế nào? Tất cả họ hàng dòng tộc nhà mình có khỏe không? Làm sao đấy? Mày gãi tai cái gì đấy? Con đang dỗi đấy. Con đang giận đấy. Con đang hờn đấy. Con đang hờn cả thế giới đấy. Mày hờn thế giới, mày hờn cái gì? Bố dại gái. Mày ra thì bố bảo. Bố bảo cho mày này. Bố chỉ dại một tí thôi. Bố dại với cái con Hiền thôi. Cái con Hiền là bố thích nó. Còn cái con Vân ấy là nó thích bố. Thế tóm lại là bố có dại gái đúng không? Thế giờ mày ngu lắm thì hai đứa nó ở cùng phòng. Thì cho cái gì thì phải cho cả cái con kia chứ. Mẹ không cho mà cho một con, con kia nó lại cách ly con kia ra, mẹ còn chết mệt luôn đấy. Thôi được rồi, con hỏi thế thôi. Bố vào đây. Dại gái một tí cũng được, cho nó tí. Cấm tao cho nó tí thịt bò cho có cái chó gì đâu. Chả ăn được thịt. Cấm ăn hết con nửa cân đây này. Bố ngồi đây nhá. Thôi được rồi, chuyện kia thì không sao cả. Nhưng mà con hỏi bố đây. Bố trả lời cho thật. Mày hỏi đi. Là mấy lần trước thịt bò con mang vào cho bố có ăn hết không? Ăn hết. Bố không ăn hết. Ăn hết. Bố không ăn hết. Ăn hết chứ bảo. Bố không ăn hết bố lại mang cho gái. Ai bảo mày thế? Người ta bảo. Mà bố mấy thằng già. Thôi này này. Khổ quá. Mấy thằng lắm chuyện mẹ. Con nói thế thôi. Nó nói mày suốt ngày mẹ ngồi đục buôn chuyện thì nó cứ ghen ăn tức ở thế. Mày khổ thế. Ghen vợ ghen chồng không bằng lòng ghen ăn. Mày ghen ăn tức. Thôi được rồi, con xin. Nó lồng lộn như con chó điên chó dại. Bố ngồi xuống đây thôi được rồi. Nó thấy mình có hơn nó cái là nó ghen. Không có hai con mẹ là này là tao chết luôn. Để con nói đã. Kể cả người ta không bảo con vừa vào đây là con nhìn thấy rồi nhá. Nhá. Một mình cô Vân cô ăn hết 3 hộp đấy. Chứ bố không ăn đâu. Tao ăn hết nửa cân, một hộp. Thôi mày con nói thế này này. Bố mời các cô ấy cũng được. Đấy. Thế nhưng mà bố vẫn phải ăn cho con. Đây. Cái gì đấy? Hôm nay con mang vào thêm. Thế đây bố gì? Ạ. Từ ngày hôm nay bố tăng khẩu phần lên cho con. Tăng cái gì? Khẩu phần thịt bò cô Bê. Cô Bê. Cứ một ngày bố ăn lên 4 cân cho con. Tao lạy mày. Con ơi Trung ơi, mày chuyển sang cho bố sang đi chơi đi con. Chứ ăn bố không ăn được. Thôi bố ơi. Ngày 2 cân thì bố ăn hết có nửa cân thôi. Mà giờ này 4 cân thì bố không ăn được. Bây giờ bố nghe con. Bố cố phải ăn cho con. Bố không ăn. Bố phải ăn. Bố không ăn được. Bố phải ăn. Bố không ăn được. Cái lần lấy máu vừa rồi lượng máu của bố thiếu, bố có nhớ không? Bố quên rồi à? Bố nhớ rồi. Bố ơi, thằng Tít cháu nó bị ung thư máu. Cháu nó mới có 4 tuổi thôi. Mà oai oăm thay là cả dòng họ nhà mình chỉ có mỗi bố là có nhóm máu tương thích với cháu. Con, bố ơi, con ước gì? Con ước gì nhóm máu của con có thể truyền được cho cháu thì con không làm khổ bố thế này. Bố nhớ rồi. Bố ơi, Tít mà có mệnh hệ gì thì con không sống được đâu bố ạ. Con mà không sống được thì con sống để làm gì? Bố nhớ rồi. Bố ơi, 28 Tết này là phải đi. Đúng rồi, 28 Tết này bố ạ. Bố ơi, con biết con nói điều này ra là bất hiếu, nhưng mà
bố cũng lớn tuổi rồi. Coi như là bố hy sinh cho cháu một nhá. Con Dung. Bố ơi, bây giờ tính mạng của cháu Tít là do bố định đoạt đấy. Bây giờ tính mạng của cháu Tít là do tôi định đoạt. Tít ơi, cả một đời ông dâm nắng chiều mưa, nuôi bố con lớn thì bà vừa ra đi. Cháu cứ bảo là ông phải sống thật lâu nhá, cháu còn phụng dưỡng ông. Thế mà chợt nao nao mắt cay cay nồng, nghe tiếng người thở than âm thầm. Người hay nói với nhau nỗi đau trong lòng. Tâm niệm ông thầm khấn nguyện để ông gánh xuống trọn niềm đắm cháu ơi. Thôi Tít ơi, ông phải ăn, ông đi lấy máu cho cháu đây. Ông phải ăn rất nhiều đầy đủ máu cho cháu. Ăn đi Tít ơi. Con mà không còn thì ông sống làm gì? Đây, cuộc đời ông chỉ có vì con, vì cháu. Thôi ông cứ ăn đi. Ông ăn đi. Ông ăn đâu rồi? Ông ăn, ông ăn để đủ máu cho cháu. Ông ơi, ông ơi, ăn bốn cái. Ăn ăn từ từ. Ông phải ăn. Ông ăn đủ máu. Thôi ăn cái từ từ thôi. Người yên tâm vững tin mai này. Ông ơi ăn. Con cháu mình sẽ được bình an. Anh lo cho thằng Tít nhá. Ông ấy ở chung với chị em chúng tôi, mà bây giờ chúng tôi mới biết cái công việc của ông ấy, cái cuộc đời của ông ấy nó khổ như thế. Hứa với ông tôi không tranh ăn của ông nữa nhá. Thôi, tôi xin lỗi ông nhá. Yên lòng đi, con cháu của chúng mình nó sẽ được bình an ông ạ. Ừ nhớ. Thế năm hết Tết đến rồi không có buồn nữa, cũng phải vui lên, có sức khỏe thì con cháu mình nó mới hưởng được cái nọc của mình. Thế bây giờ các cô, các bác, các anh, các chị đi rồi ta lại vào ta ăn bò cu bê tiếp nhá. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ Xuân Hinh, Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền và Trung Rùi. Một lần nữa Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Hồng Vân,
Xin cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu của Xuân Phát Tài. Và xin gửi tới tất cả quý vị một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Và xin gửi tới một lời chào sum họp chúc mai một nhà. Ôi giời ơi, già ngã mẹ rồi. Biển tình là cánh đồng xa, đố ai mắc phải mà không ra lệ nghĩ sâu. Em xin kính chào các bác ạ. Em đố các bác biết em làm nghề gì đấy. Em giấu tí nhỉ. Đây dây thòng lọng cổ đây. Trông xe cho nhà chùa. Từ khi về bị phụ tình đến nay là em chuyển sang cái nghề trông xe cho nhà chùa. Mà 30 năm nay rồi trông mà cứ chờ xuống tóc thôi mà thầy vẫn chưa cho xuống. Này, đằng đấy là không trông xe đâu nhá, trông xe ở đằng này nhá. Chùa chặt đấy là công các bà lấn chiếm hết rồi đấy. Đằng này không trông đâu, trông xe là phải lấy vé nhá. Lấy không lấy vé mà mất là nhà chùa không có tiền đèn đâu. Em xin phép các bác là em vào chắp tát cho nhà chùa tí. Cấm sau nhà chùa độ này nhiều việc thế là hết cái việc nọ xọa sang việc kia. Không khéo mình từ đàn ông biến thành đàn bà rồi sau như thầy bắt làm nhiều thế không phải buồn. Giọng nói này sao lại quen thế? Không có lẽ người xưa vẫn còn đây? Điệp ơi, có phải anh không? Có phải Điệp ngày xưa không? Thì này chờ Lan với, hãy chờ em với. Điệp ơi, Điệp ơi, Điệp ơi. Để người nghe đời Lan và Điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ nên viết thành bài thơ. Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về, Điệp cùng Lan chung bước. Cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi, Lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói, thương mãi nghe anh, Lan yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời. Nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc. Lan quên đời vì anh.
hơn 30 năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Nhưng không biết người có còn đổi thay không? Đứa nào bấm chuông vậy đấy? Hả? Chị quan nhà chúng mày đã? Suốt ngày quấy phá đấy, nhà chùa thì đi làm nhà nước thì phải đến giờ phải nghỉ, mà nhà chùa thì cũng phải cho nghỉ chùa ăn, còn phải để tiêu chứ. Nhà chùa chứ có phải cái bãi hoang ở ngoài mà chúng mày phá à? Hả? Chúng mày đến đây chúng mày dình ăn trộm chứ chúng mày đến đây làm gì hả? Khiếp không? Hả? Khiếp tu gì mà chửi khiếp thế không? Đứa nào phá đấy? Đứa nào coi? Ai nào? Bà có nhìn thấy mấy đứa trẻ con nào mà bấm dập dưới đạp thế đấy chứ gì không? A-di-đà-phật. Bạch à. Nhà chùa là con bấm đấy ạ. À. Mô Phật! Bà đến chùa thì khổ lắm, bà đến thì đây, cửa đằng sau. Bà đến thì bà mở cái lòng từ bi ra, dầu một bó khó một nén. Làm sao mà bà có thể bấm? Hả? Bạch nhà chùa, vì con vô tình sờ thấy cái núm chuông cho nên con mới bấm. Chứ có tự nhiên mà bấm đâu. Bây giờ nhìn sờ thấy cái núm chuông mà không bấm lại cứ đi gõ cửa nhà chùa, ai người ta chấp nhận được? Bấm. Cứ cái gì lồi ra là bà bấm. Cái nơi này gắn với con nhiều kỷ niệm quá. 30 năm cơ mà. Ngày trước, cái chuông này nó không phải là chuông điện như bây giờ. Đúng rồi. Mà nó là cái chuông dây. Nhà chùa con nhớ không? Là chuông dây. Mà con là con đã có lần con cầm cái kéo con cắt lên văng một phát cái chuông dây đứt luôn. Cắt đứt dây chuông? Vâng. Bởi vì con không muốn. Con không muốn sống trong cảnh trần ái ố. Con không còn muốn gặp lại cái con người. Ôi trời ơi. Lan. Khoan. Có phải Lan ngày xưa đó không? Vâng, em đây. Em là Lan ngày xưa đây. Ôi trời ơi, ông là... Điệp của ngày xưa đây. Nhiều năm tu hành, tưởng tình đã chết. Bao năm trôi qua, tưởng mình đã quên. Da tuy hơi nhăn, người thì hơi béo. Chồng em hôm nay đã già mất rồi. Dũng à? Cái gì Dũng? Cái gì cũng Dũng. Bà, dù lâu không gặp mà lòng vẫn nhớ. Vẫn nhớ. Bao năm em đi tìm thiếp khắp nơi. Thật không? Hôm nay qua đây tìm về chốn cũ. Chốn cũ. Đâu ngờ cơ duyên lại gặp được. Hôm nay qua đây tìm về chốn cũ. Chốn cũ. Đâu ngờ cơ duyên lại gặp được nhau. Cái gì đấy? Đâu rồi? Sờ cái gì đấy? Ôi trời, cái em sờ cái gậy. Gậy. Gậy nào? Sờ gậy gì? Quỷ. Cái gậy trống của người ta là cái gậy nào? Cái gậy trống thì tưởng. Chết. Cái đây gậy trống của bà đây, kính bà. Không có cái gậy này là chết đấy. Chả đi đâu được ấy. Từ hồi cắt đứt dây chuông, anh tưởng em bỏ đi chuyển đi chùa khác rồi. Mấy năm qua em sống như thế nào? Em đi những đâu? Thôi đừng hỏi nữa. Hỏi đến là lại nước mắt tuôn trào đây này. Điệp ơi, kể từ cái ngày mà em cắt đứt dây chuông,
Không có đêm nào em không rơi lệ vì nhớ anh. Anh cũng thế. Vì thương anh. Em không ở một chùa nào cố định cả. Thế à? Mà em hành hương khắp nơi. Này, cứ nơi nào, chỗ nào, địa danh nào người ta nói có người tên Điệp là em tìm đến. Thế em tìm được mấy thằng tên là Điệp rồi? Nhiều Điệp lắm Điệp ạ. Nhiều. Lê Điệp. Trần Điệp. Úi dồi. Phan Điệp. Tốt. Vũ Điệp. Quá tốt. Minh Điệp. Nhất em. Tô Hồng Điệp. Diệp Văn Điệp. Thôi mẹ đi, thôi mẹ đi. Tất cả những thằng đấy không có thằng nào tên họ của tôi, toàn tên họ thằng khác thôi. Ờ thì vẫn đang tìm. Không có cái thằng nào họ là Nguyễn Văn Điệp cả. Thì tìm đi. Thì sao cô không đi tìm đến hẳn 40 thằng đây? Ờ thì đúng thật. Của đáng tội là em cũng tìm được 40 người tên Điệp thật Điệp ạ. Thế thì ngang tài ngang sức rồi còn gì nữa. Anh bảo ngang tài ngang sức gì cơ? Ngang tài ngang sức với Alibaba và 40 thằng cướp. Thôi đi. Điệp đừng mỉa mai em nữa. Em không nản chí đâu. Ờ. Điệp biết không? Nếu không gặp anh hôm nay ở chùa này, em còn đi tìm tiếp. Tốt. Cái gì tốt? Thì tìm đến 101 đấy. 101 gì cơ? 101 thằng chó đố. Rồi ôi, không biết cái cả. Rồi ôi, cũng không bao giờ tìm được thấy tôi đâu. Vì tôi đã đổi tên rồi. Tôi không tên là Điệp nữa rồi. Vì cái tên của tôi là khốn nạn lắm, nhục lắm. Tôi đổi tên rồi. Thảo nào. Bà em tìm không nào làm sao mà tìm được anh. Thế bây giờ anh đổi tên là gì nào? Diệp. Nguyễn Văn Diệp. Rồi ôi. Rốt bà có biết cái Diệp là cái gì không? Diệp là cái lá màu xanh. Màu xanh là tôi tràn đầy hy vọng. Mà bao năm qua, ôi trời ơi, tôi cũng khổ thế này. Gớm khổ. Tưởng đổi tên cho nó sướng thì phải đổi là tên Hoàng, tên Vương. Ông từ Điệp mà ông đổi là Nguyễn Văn Diệp. Điệp đâu rồi? Này, đừng đổi tên như thế. Điệp ơi, anh hãy là anh, là Nguyễn Văn Điệp của em ngày xưa đi. Lan vẫn không còn quên được anh à? Quên sao được? Anh cứ nhớ cái hồi tiếng kéo cắt đứt dây chuông đó, cứ ám ảnh anh như mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Lan à, Lan à. Nhớ thương vơi đầy, cho dù anh cố quên tìm mơ quên mà sao vẫn mơ hàng đêm. Đời nhiều phong ba, bao ngày qua khiến hoa phai tàn, còn anh nương náu chốn đây cùng lời kể kinh, nhưng chỉ thấy toàn lan là lan, cánh lan rơi cùng lá lan. Điệp ơi xác bươm với hoa lan bụi chôn đâu ngó ơi, nên anh nhớ về lan nhiều hơn. Hỡi lan ơi đừng có vô phàn. Lan. Úi là. Sao đấy? Không hiểu tôi có nghe nhầm không đây? Tôi quật trong một mắt thì chết luôn đây này. Sao? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ôi giời ơi, tôi cứ tưởng là một mình tôi là Lan trong trái tim ông. Lan. Ôi giời ơi, đây. Thế nào mà lại lắm Lan thế? Ghen Lan ở đâu ra? Ở đâu ra mà nhiều Lan thế? Ừ. Trong chùa có những 10 cây hoa Lan. Lá rụng nhiều. Chiều nào tôi vẫn phải quét lá Lan. Cha tiên nhân bố nhà Lan. Sao mày rụng lắm thế? Thế nhà ông lại vác cái kéo cắt chọc hết cả Lan. Thế là vô tình tôi lại nhớ đến Lan. Lan nào? Cái con người ngày xưa đâu? Cái con người thư sinh nho nhã. Thì đây. Cái anh học trò nghèo ấy mà tôi yêu ấy. Thế sao bây giờ thay đổi thế không biết nữa. Thay đổi gì đâu? Quá thay đổi. Cục cằn. Thô thiển không thể chịu được. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, hay là anh quên hết rồi?
quên gì đâu. Quên những cái hình ảnh đẹp đẽ kỷ niệm của chúng ta. Hả? Không. Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ. Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ. Sao em nỡ đành quên lúc tan trường ta đưa đón những con đường ta vẫn đi. Mà giờ đây thu phí, nó thu phí cao quá cơ. Hỏi cho tôi không biết. Sao em nỡ bỏ đi để lại anh vẫn mong chờ. Ăn chay với tụng kinh mà lòng còn vương giấc mơ. Anh mơ đến một mai sẽ thấy lại người năm đó. Xin lỗi lại tình nghĩa xưa, rồi mơ vẫn là mơ. Rồi mơ vẫn là mơ. Tôi mơ. Điệp ơi, 30 năm thấm thoát trôi qua mà Lan ngỡ như mới hôm qua. Đôi đầu chung vẫn ngôi chùa này năm xưa vắng lặng. Điệp đến tìm Lan mong nối lại câu thề. Điệp ơi, đời đau cách lắm em không thể quay về. Vẫn nhớ những kỷ niệm xưa khi tan trường ta chung bước. Điệp nói lúc ra trường sẽ đi bán thịt heo. Dù cho cuộc đời có vất vả gieo neo, Điệp quyết làm giàu cho Lan được hạnh phúc. Vậy mà giờ đây Điệp âm thầm tìm quên làng. Có mặc mình Lan Lan, hay là dọn đồ đạc về ở chùa cùng anh? Dọn hết đây. Không, không được đâu Điệp ơi. Sao? Đây là nơi tu thiền, làm sao có chỗ cho chữ yêu đương được nữa chứ. Điệp ơi, Lan. Này, em bảo này. Sao? Bây giờ Điệp xin với nhà chùa cho được rời chùa đi, rồi về với em. Mình vui sống với nhau đến đầu bạc răng long Điệp ạ. Không được Lan ạ. Sao? Anh ở đây đã 30 năm rồi. Từng gốc cây ngọn cỏ, con chó con mèo, nó đã quen hơi ấm rồi. Cái cây nó cũng như con người, anh không thể nào bỏ nó đi được. Thế bây giờ thế nào? Vất vả khổ sở gian nan mới tìm lại được nhau. Giờ thấy nhau rồi lại phải chia lìa nữa sao? Đúng rồi, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Thôi được rồi, thôi cô đi đi, Lan đi đi, Lan đi. Đi đâu? Đi luôn. Cô đi đi để cho tôi còn trâu giả xe cho khách. Về đi, về đi. Anh làm sao đây? Anh nói gì thế? Về đi, Lan hãy về đi. Đời mất vui khi đã... Gì đấy? Anh đuổi em. Chết. Anh đuổi em. Ôi trời chết rồi, Lan ơi. Lan ơi, Lan tôi nói gì nhỉ? Ôi trời, 30 năm không có vợ, không kéo hâm mất rồi. Em nói gì các bác nhỉ? Lan ơi, Lan. Ở đây mấy anh chỉ một giây nữa thôi. Rồi anh sẽ trả xe cho khách sau. Ở mấy anh chỉ một giây nữa thôi. Chỉ còn gần em một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi, một giây nữa thôi là ba giây rồi. Em ơi, bao giờ mới được mười giây? Ui, mẹ chọc cái loài mắt. Chọc cái loài mắt.
vào mắt lòi bố mắt. Lại còn hỏi sao mà chọc nữa. Anh mới nói như thế, không chọc cho một chọc rồi thì có mà. Đấy. Ông ấy bảo không khéo ông bị hâm, nhưng mà tôi đồ rằng ông này là hâm rồi. 30 năm không vợ con gì là hâm rồi đấy Điệp ạ. À. Tưởng mơ ước cái gì, sống với nhau đến mãn đời trọn kiếp. Ước hãy ước 10 giây. Cái ước thế cho nó phí cái ước chứ. Điệp ơi, bảo Điệp đây. Lại đây đỡ em cái. Ở đâu rồi? Ôi sao đi rồi đấy à? Điệp ơi! Này, đừng bỏ em một mình nơi này. Điệp ơi! Ôi dồi, này nhá. Em không có cái kiểu như thế với Điệp đâu nhá. Không phải là năn nỉ người ta, van vỉ người ta, xin xỏ người ta mới ở lại nhá. Chứ không phải là nói người ta ở lại xong bây giờ thì bỏ đi. A-di-đà-phật. Ôi dồi. Xin thí chủ hãy làm chủ hành vi. A-di-đà-phật. Ôi. Ta là sư trụ trì chùa này. Xin thí chủ hãy tự trọng. Dạ. Bạch trụ trì, xin trụ trì thứ lỗi. Vì mắt mũi con có nhìn thấy gì đâu ạ. Kìa, thí chủ. Thí chủ có phải là Nico tên Lan, người đã cắt đứt dây chuông cách đây 30 năm về trước? Dạ. Bạch trụ trì, người vẫn còn nhớ con sao? Chuyện 30 năm về trước, con cắt đứt dây chuông mà người vẫn còn nhớ sao? Bạch trụ trì. Phải, ta quên làm sao được. Chính vì con cắt dây chuông nên nhà chùa đã phải lắp chuông điện. Thế con đã gặp được Điệp chưa? Dạ, con gặp rồi. Dạ con đây ạ, con đây ạ. Dạ con đây ạ. Kìa. Dạ bạch thầy con đây ạ. Điệp, tay xách nách mang, con định đi đâu? Dạ bạch thầy. Dạ, cho phép con về quê con lấy vợ. Ô, cả chùa có hai thầy trò. Con đi rồi, ta ở lại một mình sao? Dạ bạch thầy. A Di Đà Phật, con đến đây chỉ để nương nhờ cửa Phật. Dạ bạch thầy, con đến ở với thầy và cũng muốn hỏi Đức Phật rằng sao cái kiếp nhân gian này lại nhiều đau khổ, sao cái kiếp con người lại chịu nhiều tai họa đắng cay, sao những người hiền lương trong sạch cứ bị đọa đày, sao cứ nghênh ngang giữa cõi đời một bầy lang sói, sao ăn thù máu xương cứ chất cao như núi, sao con người cứ giết nhau và tàn hại lẫn nhau. A-di-đà. Dạ bạch thầy, con đến ở với thầy 30 năm nay, ăn thì ăn khỏe, trong xe thì cứ cái còn cái mất. Thôi con đi rồi, sẽ có những chú tiểu chân tâm đến đây để hầu hạ cửa thiền. Còn nhiều chú tiểu nữa, thầy cho con xin phép được về quê à. Ý con đã quyết, ta chẳng thể cản ngăn. Nhưng con đi rồi, chắc là ta sẽ buồn lắm. Dạ bạch thầy, thầy không buồn đâu ạ. Hay là thế này, sắp tới thì nhà chùa thì có đất đền bù giải tỏa đằng sau rồi, thì thầy cắt cho con độ khoảng 20 mét ạ. À 40 mét ạ. Vợ chồng con là cắt cái nhà lên thì về ở chung với chùa cho nó vui ạ. Mô Phật. Điệp con. Dạ. Con ở cùng ta đã 30 năm, ta rất hiểu con. Vâng. Con không có căn tu, ta biết cái ngày này rồi sẽ đến. Thôi, Điệp ơi. Các con,
Các con hãy về với nhau đi. Dạ. Về với nhau mà sống cuộc đời hạnh phúc, để khép lại cái kết có hậu của chuyện tình Lan và Điệp mấy chục năm qua. Đời là bể khổ, các con hãy về với cái bể khổ của mình đi. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con lạy thầy ạ. Con bình thân. Đa tạ vợ. Khâm thử chồng. Ui giời.
nhất vợ đấy. Ôi rồi đó rồi, vợ chồng nhà này cứ như phường phường trèo. Ô này tôi bảo này, đây. Này ông ơi ông, sau mười mấy năm ông lên làm quan mà đến mãi tận hôm nay ông mới cho tôi sống lại cái không khí của cái thuở ban đầu. Ừ. Nó mất từ lâu lắm rồi, từ cái lúc hai đứa yêu nhau. Ở ngoài ông lên làm quan là tôi mất luôn. Làm ở ngoài làm việc nhiều quá nên cứ gắt như mắm tôm phải không? Đúng rồi. Về nhà nhìn thấy vợ cứ cáu thôi, cứ ngồi tôi bảo. Ừ. Sao hôm nay về sớm thế? Ở ngoài xã có cái gì vui, ông có trúng quà gì không mà sao hôm nay lại sung sướng vui vẻ thế? Dạ thưa vợ, không trúng quà gì à. Ôi sao cái con ma nào nó ma nào nó nhập vào ông mà sao ăn nói lạ thế? Hả? Ừ. Sao? Chả trúng quà gì cả. Thế sao hôm nay ăn nói có đầu có đuôi có xuôi có ngược như là cái người khác nhập vào ông ấy? Thôi thôi vào việc rồi, vắn tắt luôn thế này. Ở nhà này, bây giờ là ai làm trụ cột? Thì ông đấy. Ông. Ai giỏi giang? Ông. Ai kiếm tiền bây giờ nhiều nhất? Ông. Thế ai nhiều bằng cấp? Tôi. Mẹ có mỗi cái bằng đi đâu mà suốt ngày vinh vinh vào vào. Bằng mới. Mày mang về bằng mày treo ở chuồng gà nhà mày ấy. Mày treo xuống bếp ấy. Có bằng làm đi không, em không có bằng mà tư mà thằng chân bò mà em làm quan nó mới đi ấy. Người ta làm vợ người ta ém như cái con dẹp rồi mà bây giờ còn lên mặt với người ta nữa thì làm thế nào? Thế tôi hỏi bà, bây giờ là bà có muốn làm quan to hơn không? Không. Vì sao? Không muốn. Làm bản vợ quan huyện đi. Trời, muốn không? Không. Muốn cũng chả được. Tôi hỏi ông nhá. Quan ở đâu ra? Quan là do thi cử mà ra. Thế ông có biết cái chữ nào đâu mà đi thi? Mẹ quan đẻ quan ra. Mẹ ông ấy là đẻ ra ông. Đẻ ra cái thằng Trần Văn Bò. Nhưng tôi hỏi ông là cái hỏi cái chức quan xã Bò thì nó ở đâu ra cơ? Mày mua cho tao. Mặc dù tao là cái thằng chăn bò nhưng bây giờ tao lấy mày rồi, hiểu không? Mô mô mà đến giờ là phát từ nhà tao chứ nó không phát từ nhà mày. Có đẹp không bác? Đúng không? Nó cành vàng lá ngọc cái như nó không hiểu được cái giờ là nó ăn treo bây giờ là mồ mả từ nhà em thuyền cho lái ghé xe gái cho chồng nhà mày đô đốc quận công nhà mày, mày đi lấy chồng nhà chồng biến cướp mày cũng phải theo nhà chồng biết không? Khổ lắm, cái diplôm của tôi là tôi cất từ lâu rồi tôi không nói mà tao vẫn phải nói như thế này, tao vẫn phải nói này, bố mẹ mày nhá cho mày một đống tiền đống của mày giỏi giang như thế nhưng mà có một cái mà bố mẹ mày không thể cho được mà chỉ có tao mới cho mày được thôi. Tôi biết đây là cái gì không? Thôi em không làm cái đấy. Ông ơi, thế chả lẽ tôi sống với ông gần đấy năm, ông không thấy tôi có được cái gì à? Thế con người tôi không được thôi gì. Tao có hỏi mày thế này, tao cấm mày trước mặt khách nhá. Tao bây giờ là tao chuẩn bị là tao đã giải hết cả treo phích của luôn, tao bán đi chức quan xã này đấy. Ôi tôi chết mẹ. Hả? Bán chức quan xã? Rồi. Ôi dồi đất ơi, ăn lộc chức quan xã mười mấy năm mà sao bây giờ lại đem bán đi? Gần hết hạn này tao bán để tao mua quan huyện. Mà nếu ông ơi... Về hưu tao còn bơ, tao còn vét đấy chứ, không tao dần xế đến nơi thì mày ngu đấy. Mà có ai mua hay không đi này? Tao giải chuyển đơn này thế nào? Tao giải cho áp với thế nào con đến mua? Ôi tôi xin ông, này, cái việc này người ta phải kín đáo lắm đấy. Ông lại đem giải tờ rơi mới áp phích ra thấy có cả huyện, cả xã, cả tổng, cả thiên hạ người ta biết thì rồi chết đi. Mà chính là cái mồm mày ấy. Rồi chú Tâm phải nói thế này nhá, thôi ba cái điều này là cấm này. Tí nữa khách sẽ đến, không được trước mặt khách được cứ khoe cái bằng đít nôm nhá, là một. Cái thứ hai là không được nói chồng là thằng chăn bò, hiểu chưa? Cái thứ ba là nếu mà mày mà nói ra là mày biết làm sao không? Vỡ mồm. Đi vào đây. Đi vào. Đuổi vào thế rồi đấy rồi. Chào bà quan xã. Mày đừng gượng cái tiếng lòng của mày tao không hiểu đâu. Đi vào. Này. Chào bà nhá. Rồi. Thằng này vào lấy tao nước. Hát nước quá. Nhanh tao giết sống mày bây giờ ấy. Ô cô láo. Ô cô láo vậy? Hả? Ai bà? Cho nói chưa? Mày nói đi. Ông quan xã đấy chú ạ. Quan xã à? Ui dồi ôi, quá sức tưởng tượng. Nhìn quan giống thằng chăn bò. Mày bắn đứng tao lúc nào đấy? Ôi chưa. Sao đứa nào nó cũng biết là tao chăn bò mà chỉ có không, mày đâu. Không, tôi không nói là tao gì. Là chỉ có mỗi tao là mới mày là biết là chăn bò chứ. Ôi chú, tôi bảo đấy. Gì bác? Làm sao chú biết?
Chú làm thế nào mà chú nhìn xuyên cả thời gian, nhìn xuyên cả quá khứ mà chú biết ông này chăn bò. Này, chú có biết cái thời ấy là thời oanh liệt nhất của ông ấy không? Thời Hoàng Kim là chính cái thời chăn bò ấy đấy. Chăn bò lại là thời oanh liệt? Thế là thế nào? Chú giỏi quá, chú nhìn mà phát đúng luôn. Thì ra thế này nhá, giờ này thế nói với chú thế này. Ngày xưa là anh này chăn bò thuê cho nhà chủ của anh. Nhà vợ anh đây ấy là cành vàng lá ngọc nhá, châm oanh thế Việt nhá. Thì anh mới để bỏ nhanh nó mới ăn lúa nhà. Còn này, đấy, thế nói chung là bố mẹ nó bắt mới đền. Thế bây giờ bò mà ăn lúa rồi thì ra phân đúng không? Thế làm gì có gì mà đền? Thì cuối cùng lại anh đền mạng đấy. Đấy, bố mẹ nói con không nghe, uất quá thế là cũng lăn đùng ra đi theo phân luôn. Bác nói, bác cứ nói nhá. Em hiểu được bao nhiêu thế em hiểu nhá. Không hiểu à? Thế bây giờ em cũng xin tự giới thiệu với bác luôn. Thôi nói luôn này. Thế này, em ấy là làm nghề chăn vịt và kinh doanh các loại nông. Bác hiểu không? Lông vịt, lông gà. Ba đời gia truyền chăn vịt đấy. Thế một hôm bắt đầu có cái dịch cúm. Thế bắt đầu vịt nó chết hết. Thế bố mẹ em tiếc của đi theo vịt chết luôn. Thế là đương nhiên em thừa hưởng cái tài sản cái chú ấy thôi. Thế đầu tiên là bắt đầu em cũng hoang mang mất một ngày rưỡi. Mà hoang mang là bây giờ làm gì để sống bây giờ? Vì từ trước đến giờ em không biết làm gì. Em chỉ biết chăn vịt ấy. Thế may quá, cái hôm vừa rồi ra chợ nhặt được cái tờ rơi của bác. Đây đây, đúng rồi, của tao đây rồi. Vâng, em mới phát hiện ra một cái nghề dễ kiếm sống vô cùng. Đó chính là cái nghề làm quan. Làm quan là thôi, chỉ có làm quan. Không phải làm gì. Phải làm gì? Chỉ việc ngồi một chỗ, cầm cái chiện, dập, cúng ra tiền. Em sung sướng quá. Em về nhà em bán hết ruộng, vườn, nhà, cửa, đất đai. Được 200 quan. Đến đây mua cái chức quan xã, bán ông giả 200 quan. Ôi giời ạ. Ôi đất ơi, chú sang làm gì? Chú sang đây. Ông ơi, ông. Ôi ơi, đây. Mày 200 quan mà gì mày cuống lên này. Mày có biết ngày xưa tao mua 200 quan là bao nhiêu vàng không? 50 lạng vàng. Bây giờ 200 quan tao mua có 4 lạng thôi. Ôi giời đất ơi, mày ngu thế. Không có thằng nào nó ít óc hơn cái thằng này đâu. Không có ai mua cái chức quan xã của ông đâu. Cứ để đấy, để cái việc của nó. Này, chú có thể giả thêm 2 chỉ nữa được không? Thú thật đấy bác, cái này gia sản nhà em là bán hết rồi. Bây giờ ở nhà cái nông gà, nông vịt nó không còn. Thế à? Đấy. Nếu mà bác không bán thì thôi em cũng chịu. Ở thế thôi nhá, thế chịu luôn. Thế ta cứ ghi nhận thế, là nếu có ai giả hơn 1 đồng người ta cũng bán nhá. Ở đây là đấy, có người đến cả đấy. Đấy. Wow, tao nghe từ từ có người đến, có người đến rồi đấy. Đấy, có người đến đây. Ôi, có ai ở trong nhà khách không? Khách đến mua rồi đấy. 1 đồng. Tạm đi. 1 đồng người ta bán. Cứ đến bên nhá. Bép bép rồi, giết đi. Tao còn không được, muốn đi chờ đúng nhịp lên lại còn nhạc vào nữa là nhịp đi nào được. Ngã vỡ mặt ra chứ này. Mà lạ thật là cứ ông lớn bà to nào đi, nó cứ phải cho nhạc sập sình ra rồi nó mới chịu được ấy. Chào gia đình. Nhà to đẹp quá, nhà quan có khác, hoành tráng quá. Làm quan thì phải khác dân chứ, có phải không nào? Phải khác chứ. Chứ còn nhà mà lại nghèo giống nhà dân thì làm quan làm đất gì? Nói chuyện mẹ đi. Cho nên là chú cứ phải phát huy nhá, ăn trắng mặc tròn rồi giàu có lên cho dân người ta lấy làm gương để người ta phấn đấu nhá. Có khỏe không? Mày là thằng nào mà vào mà ngốc ngao ngành? Thế trong nhà này thì đứa nào là dân, đứa nào là quan ấy? Bác ơi, bác nhầm rồi. Em khách thôi. Đây là vợ quan, còn đây là quan này. Ôi thế hả? Quan đấy hả? Ôi ta nhìn, ta cứ tưởng thằng chăn bò à? Tưởng chăn bò. Mày, bây giờ ta bảo đấy. Mày đi buôn dưa lê bán trứng thối ở đâu mà sao đứa nào cũng biết tao là thằng chăn bò à nhỉ? Ông ơi, tôi xin ông. Cơm vợ chồng với nhau bao nhiêu năm, ông biết tính tôi, không bao giờ tôi hở môi đâu. Ông này lạ quá, tôi đã gặp ông bao giờ đâu. Bác ơi. Ôi, thế sao nhỉ? Bác hiểu nhầm bác gái rồi. Đây là trên cái tờ rơi của bác này, bác không ký tên, mà bác lại họa hình bác ngồi trên lưng con bò. Đến cái thằng trẻ con cũng biết bác là thằng chăn bò. Vì tao không biết ký. Phải đá cái người trên lưng. Em ơi, em ra đây bảo. Kể cả mày cởi cái áo vét ra, tao vẫn nhìn thấy mày thấp thoáng cái tâm hồn chăn bò.
Thế này, anh thú thật với chú nhá, tâm sự anh em nói trắng phớ luôn này. Anh ngu quá chú ạ, đất biết làm gì hết. Cho nên anh phải đi mua cái chức quan xã của chú để anh che cái ngu của anh đi. Này, ông đừng có nói tôi ngu nhá. Ông cứ nói có chữ ngu là có nghĩa ông bảo tôi ngu đấy. Chú hiểu lắm anh rồi. Có nghĩa là anh ngu quá cho nên anh phải mua cái chức quan xã của chú để anh giấu cái ngu của anh đi. Thôi thôi luôn. Thì bây giờ anh không biết chú có ngu hay không, nhưng mà anh khẳng định với chú là anh rất ngu. Em nói thật với anh là em cũng nói thật với anh mới được. Em không biết là anh có ngu hay không, nhưng mà em khẳng định là em ngu luôn đây. Thật sự với ông này thì đấy, thì có nghĩa là anh nói với chú ấy là anh ngu, chứ anh chưa bao giờ nói chú ngu. Không, nhưng mà nói thế là ý rồi, có nghĩa là nói chú ngu rồi. Mày nói chung là tôi nói thật với anh, nói thật cũng nói với mày nó không, tao không biết là mày có ngu không. Nhưng mà với anh luôn, tao khẳng định luôn là tao ngu đây. Tao bảo tao ngu mà này. Thì tao bảo tao ngu đây. Thì tao có nói mày ngu, sao bảo tao ngu. Thì tao nói là tao ngu, chứ tao bảo mày ngu đâu. Rồi thôi, ha ha, hai bác bình tĩnh. Em phát hiện ra một điều rồi, không phải cãi nhau. Từ nãy giờ em đứng em cảm nhận là tóm lại là hai anh đều ngu. Mày ngu ý. Mày ngu. Không, này áo xanh ra đây bảo quá, không bảo thế rồi. Chứ không can người ta đi đánh nhau ngay đấy. Chứ con ra này mà nói ngu nữa. Đúng. Bây giờ thế này nhá, thì thằng em nó phân tích thế là được rồi. Thằng Vân là coi như hiểu rồi. Ngu của thằng nào thằng ấy giữ, nhá của anh ấy dùng. Có phải không nào? Thế bây giờ nói trắng phớ luôn. Thế bây giờ cái chức quan ấy thì bao nhiêu? Thế quan bà bán quan ông bao nhiêu là bảo đây? Ấy chết bác, em không bán chồng em. Bán chức chứ không bán người nhá. Khổ nói lắm, thật với bác thế này, ông cho tôi nói chưa nhỉ? Thôi tôi nói tôi cũng khổ lắm, tôi cũng phải bán đi chứ, khổ lắm mới thật. Nói chung là nó mua, thú thực là nó mua cho cái chức, nó mua cho cái bằng. Mà thú thực là đến cái ngày lễ, ngày Tết người ta có thầy có cô ở đi thăm thầy thăm cô. Mà mình chả có biết đi thăm thầy thăm cô vì là chả có thầy cô đâu. Cái gì? Mày, chú mày từ bé lớn không có được ông thầy bà cô nào hả? Thân, thế là chú là thuộc loại là dốt rồi đấy. Nhưng mà anh khẳng định, anh nhìn chú thì anh thấy là chú dốt thật, nhưng mà được cái chú thất học đấy. Này, này, nó nói thế này là nó khen hay nó chửi tao đấy mày? Đấy, anh thì anh không biết là khen hay là chửi, anh chỉ biết là cái dân làng hay ai gặp anh cũng cứ mở vào mặt anh quá, bảo anh là đồ thất học. Thế là anh nói lại cho chú nghe đấy. Thế thím xem cái đấy là khen hay chê. Bác ạ, thế này này. Đấy, bác tiếp xúc và bác biết đấy. Em ngượng lắm ấy. Xin lỗi chú em lắm ấy. Vợ mày đẹp quá, tao phải khoác vai nó cái. Ừ. Đi chứ, bác. Bác ông ấy đang nhìn đấy. Thế à? Em chỉ là tâm sự cái chuyện gia đình thôi. Bác ơi, từ ngày ông ấy lên làm quan, em khổ lắm ấy bác ạ. Đuối lắm. Ôi giời, ngồi ông ấy cái chức xong ấy là phạt nghiệp. Mà bao nhiêu những cái bức xúc của ông ấy ở xã thì ông ấy đổ lên đầu em. Ông quên hết cả cái trách nhiệm vợ con người ta. Đã bao đêm rồi quẩn quanh đèn khuya đơn bóng, tiếng em có chồng làm quan nhưng ai hiểu nguồn cơn. Bạn tình ơi, nỡ lòng nói câu trách hơn, làm quan cũng khổ, ăn không ngon giấc ngủ không tròn. Làm quan thời lo chăm môi trên nệt dưới đen, tôi vốn sinh ra để làm dân chứ đâu phải làm quan. Bấy lâu tôi thường nằm mơ mà tôi hay khóc, tôi nhớ thương đàn bò và cái thời chăn bò ngày xưa. Bạn tình ơi, xấu gì cũng bao năm rồi, gần nhau tôi hiểu nên tôi thương, tôi xót cho mình. Từ khi làm ông quan xa tính tình đổi thay, ăn nói chua cay hờm hĩnh, tính toán thiệt hơn. Ước chi ta cùng trở về ngày xưa yên ấm, để anh chăn bò còn em lại
vợ hiền của anh. Xong chưa? Xong chưa? Xong gì ạ? Xong chưa? Hát xong chưa này, tưởng là xong chưa. Hát xong rồi. Thế bây giờ mày muốn làm xong ở đây. Này, thế muốn làm cái gì nữa thì tao ngồi đây tao chờ luôn một thời. Này, ra đây anh khuyên này. Anh thấy này nhá. Vợ chồng chú nên đổi nghề đi, không khéo mau giàu hơn. Nghề gì? Bây giờ hai vợ chồng chịu khó đi ra chợ, mỗi đứa sắm một cái cây gậy với cái bị đi đá mơ đi. Đá không mơ đi tao thấy giàu mau lắm. Đại chúng mày hát hay quá. Hát cứ một nịm nên là tăng người, tao cứ nịm cả người đi. Anh thề nhân nãy anh không mang tiền lẻ theo đấy, chứ anh mang anh dốc hết anh cho cô chú đấy. Thầy quá chú mày. Bác nói thật không bác? Chứ lại không à. Thế này thì trong cái lời ca tiếng hát của vợ chồng cô chú ấy thì anh thấy được một cái chủ đề nó rất là rõ nét. Sao ạ? Là cô chú là ước ao là chú thì muốn trở về cái thằng chăn bò các bạn ạ. Thế còn thím thì muốn là ở nhà để mà nấu cơm nấu nước cho như chồng. Ngày xưa ấy bác như ạ. Như ngày xưa có phải không đâu? Chán rồi vâng. Cầu được ước thấy rồi, bây giờ cái chức quan ấy bao nhiêu nói luôn rồi. Đây thằng kia nó giả 200 đã khởi điểm. Em giả 200 quan rồi. Quan xã nó xuôi tự nhiên bác xuất hiện lung tung hết cả. Này mày làm nghề gì mà có những 200 quan để đi mua đấy? Em chả làm gì cả, em chỉ chăn vịt thôi. Bán hết gia sản được 200 quan, giả 200 quan. Hèn gì cơ. Cái đầu như thế này mà chắc cái não mày chỉ bằng cái não vịt thôi. Rốt. Bây giờ cái chức quan xã như thế mà mày bỏ ra 200 quan mày mua, thế mày giả đến đời con, đời cháu, đời chút, đời chít mày à? Bơm. Dại thế. Nó phá đi đấy. Sang cái chỗ mà xóm mà gọi là lòi tói đấy, nó bán có 50 quan thôi. Đi sang đấy mà mua. Này. Cái thôn xóm lòi tói cái thôn vòi nước cái làm sao mì được với cái xã của tôi là xã Đại Phú. Đại Phú là gì? Đại Phú là giàu to. Cứ làm nói chung tóm lại là cứ làm đại đi là khăng giàu. Ở cái xã này không cần phải làm gì có nào hết. Chỉ có mỗi cái việc làm quan xong ngồi ấn dập. Bình tĩnh chú ngồi đấy chú nghe nói thế này. Sao lòi tói được đi sao? Chú, anh thì anh đi ra chợ, anh có nghe cái bọn là buôn lợn ấy. Nó có nói là ở đây có bán chức quan. Thế nên anh mới đến đây. Thế rồi đồng thời anh thấy được tờ rơi của chú. Brochure đấy chú hiểu không? Thì anh suy nghĩ này, xin hỏi chú một câu. Có phải là chú định bán cái chức quan này để hạ cánh an toàn hả? Để lấp liếm những cái mà việc làm sai trái của chú trong gần chục năm nay hả? Này xin lỗi đi. Thằng này làm quan xã hơn chục năm thì không bao giờ có cái gì làm đúng nhá. Hả? Cái gì? Tại vì mẹ toàn làm sai, không có một cái gì là đúng cả. Sai thì lo được hết, chạy được hết. Lo cho ai? Quan huyện. Úi dồi. Chết. Lo hết, chạy hết cái gì đấy? Chết dồi, ôi cái miệng ông ấy. Rồi mà vạ mà chết đi. Quan huyện nổi tiếng là thanh liêm, ai người ta cũng nói. Mà bây giờ ông lại nói quan ăn đút lót thì có mà chết cả làng cái người cả tổng. Cái ông quan huyện ấy thì hơn chục năm này không gặp. Nhưng mà cái quan vợ, cái thằng quan huyện ấy thì thôi, cái quan này thì thôi rồi luôn. Cái thằng quan này nó ăn từ trong, cái quan này ăn từ trong ra ngoài, ăn từ ngoài vào trong, ăn từ trên xuống dưới, ăn từ dưới lên trên. Ui giời, nó béo như con trâu chuông ấy mà nó ăn thì thôi rồi luôn. Ông nói ai đấy? Ui giời, toàn ăn được phủ ngũ tạng thôi. Ông nói ai? Cái con vợ, cái mụ của cái ông kia quan huyện đấy. Ôi thế sao bao nhiêu năm ông lên Tết quan huyện mà ông không gặp quan huyện là sao? Toàn gặp bà con mẹ thôi. Ôi thế chết. Mà nó suốt ngày được kêu ốm, thế nào nó có một tháng nó ốm 4 lần mình lại phải lên thăm. Mà không biết mặt. Bao nhiêu là dốc hết cho con đấy. Con đấy phải nói nó con khốn nạn con đấy mà không ai biết tao mới chết. Mới lệ qua như vậy con đấy mà không áp được thâm của em với tao rồi. Nó cũng cố tạng nó thấu ra thì nói chung là chị em người ạ. Con đấy mà. Chào chú xã. Thế đàn ông người ta chống nạnh chứ sao chú lại chống nạnh thế? Ôi chết. Khổ, đàn bà con gái người ta mới có cái chỗ trống để người ta bảo vệ bà mẹ và trẻ em như này. Thế chú bảo vệ cái gì? Chị... Thế sao? Thế bảo chị làm sao? Một chị... tuần chị ốm 7 ngày hả? Chị như con trâu trương hả? Không nghe em. Trâu trương thì tao ăn hết của nhà mày à? Em bảo chị là con cá giòn bể, chứ em không bảo là con trâu trương.
chị ở ngoài huyện mới ra, chị ở ngoài huyện mới nên, mời chú chị ở ngoài huyện mới nên, chị ở ngoài huyện mới nên, nhìn ô tô nó đi thì tưởng con trâu nó đi. Mày ơi, mày đỡ hộ tao cái, tao tặng căng hết người rồi. Trời anh ơi, em cũng run hết cả chân rồi, không hát được đâu. Thôi, mày cũng đỡ chồng một tí. Ôi trời, thôi ông ơi, tại ông hết đi, cứ khổ lắm, ăn nói như thế, bây giờ bắt tôi hát làm sao? Chị ơi, chị cho em vào bên trong nhà em thay quần một cái ạ. Em là em đồ mi xoắn rồi ạ. Chị cho em đi vào trong nhà em thay quần. Tôi chết rồi, ướt hết cả cái quần trong rồi. Bây giờ là xoắn nặng rồi phải không em? Đây nhá, chị bảo cho em biết em không phải đi đâu cả. Cái tuổi của em nó cũng gần đất xa rời rồi. Dạ. Mày có thể xoắn mọi lúc mọi nơi. Vâng. Chứ không riêng gì mày gặp chị, mày nói xấu chị thì mày mới xoắn nhá. Bây giờ nghe đây này. Vâng. Với tất cả những cái lời mà chú đã tự khai ra. Em biết em sai rồi. Rằng thì là mười mấy năm qua chú toàn làm sai, chưa làm đúng bao giờ. Dạ vâng ạ. Thì cái tội đấy không những là mất chức mà có khi phải đi tù đấy. Ôi giời ơi. Ôi giời, cứ nghĩ đến cái chữ đi tù là em run hết người rồi. Em tu được với chị nhá, ngày xưa nhá. Này em chỉ ăn trộm có hai quả cà chua thôi mà năm 14 tuổi mà bọn ở xã nó đưa vào nó rốt mà không biết nó đập gì vào đầu mình, nhưng mà không biết làm sao mà đi là trước tạm thông minh lắm bây giờ mà sao tôi ngu thế đấy. Làm, ừ, chị làm gì lấy gì thì lấy, chị muốn làm gì thì chị làm, chứ đừng cho em chữ đi tù, em run hết cả người rồi. Chú đừng có sờ vào người tôi. Tôi nói thật với chú ấy, mặc dù cả 10 năm nay chú cho tôi ăn dày mặt đi, nhưng mà tôi ghét chú nhất. Mặt chú dễ ghét không? Chú hình dung cái bánh dày không? Mặt của chú tương tự như thế. May mà hôm nay có con vợ của chú nhá. Tôi nể nó là nể cái díp lơm của nó. Này, cho chị nên là để đấy, chị suy nghĩ rồi chị minh đường cho. Chị ở ngoài huyện mới lên, chị ở ngoài huyện mới. Ra đây chị bảo này. Dạ. Thế chị nghe bảo là vợ chồng em ấy có mẫu rưỡi đất ở mặt tiền sông hả? Ngài đừng đi lại đi cướp à. Mẹ mày làm bao nhiêu năm rồi mày có hơn mẫu ruộng để cuối đời tao về tao rút thuyền đấy. Mày đi cướp à, đi cướp à. Mày sống bằng tao sống hơn, tao đang nói chuyện với vợ mày nhá. Tao không nói chuyện với mày nhá. Vâng. Bây giờ thế này, mày bảo mày làm du thuyền ở đâu? Mày làm du thuyền trong trại giam đi trên cạn à? Thôi chị lấy hết. Chỉ có hai cách thôi, hoặc là còn tiền thì mất người, hoặc là mất người thì còn. Thôi em của đi thay người, chị ăn hết đi, chị ăn đi. Ngày em biết chị ăn 5-6 cân thịt rồi, thế nào chị cũng mỡ trong máu, đường trong máu, mỡ trong gan, có thắt động vật kim. Em nói thật với chị, đợi ăn lắm rồi. Mồm họa cũng do cái mồm, mà bệnh cũng do cái mồm. Vâng, tiếc của quá nó đổi cả giới tính cơ. Thế bây giờ mày phải làm sao? Mày dẻo bằng chị không mà mày cứ lượn đấy hả? Em nghe, điên à? Em nghe đi, bảo chị áp huyết thấp hay sao? Thế em lạy chị. Ra đây chị nghĩ bảo cách nào thì nghĩ cứu vớt cho nhà em. Chị tính hết cả rồi. Dạ. Đây này, tao soạn sẵn hết cả rồi đấy. Ôi giời ơi, cướp ngay. Đúng một mẫu rưỡi có phải không nào? Vâng. Tao ghi sẵn trong đây rồi đây. Vợ chồng chúng mày lăn tay hộ tao cái. Em hết mực rồi, em hết mực rồi. Là em hết mực rồi. Cút em hết mực rồi. Ăn bao nhiêu cũng là ăn nộ con kia. Mùi thương ghê con. Như thịt sùng mất củ đấy. Ra đây, ra đây. Chị cũng chuẩn bị hết rồi. Cái áo này tao mới ruộng, hiểu không? Mực nó chưa có khô lắm cho nên không vấn đề gì, để tao tính hết, không phải lo. Đưa cái tay đây tao mượn cái. Ngón nào đây? Ngón nào chả được. Úi giời ơi, mồm. Ngay, úi giời. Để luôn, con này. Dạ, tôi để nhà em đại diện ạ. Không, bây giờ cái luật là phải hai vợ chồng. Ừ. Thằng chồng lăn xong rồi mày kiện tao, tao cũng chết á. Vâng, vặn. Đây, quẹt quẹt vào đây, tự nhổ đi. Ôi chị ơi, em khô hết cả nước bọt rồi ạ. Từ nãy giờ. Lấy cái mồm này, có kém con hà mã không? Ta chân nhân cái con ăn trên ăn dưới ăn đầu, suốt ngày nó ốm bao nhiêu làm bao nhiêu. Vịt ra đây bảo đây. Bà coi con. Thế bắt đầu kể từ ngày hôm nay trở đi nhá.
là chú chính thức là lên cái gọi là xã trưởng của cái xã Đại Phú nhá. Thế có được không? Tôi bà bảo sao con làm vậy, nếu con không biết làm gì, con chỉ biết mỗi chăn vịt. Mà đặt không con ngồi đâu con ngồi đấy. Tao đặt đâu mày ngồi đấy nhá. Thế tôi đưa 200 quan cho chị đi, chị giữ cho. Em biết không, hôm nay chị trúng cầu đấy. Ngày hôm qua chị chỉ có tiền mặt chứ không có bất động sản. Ngày hôm nay đi thu hoạch được cả bất động sản lẫn tiền mặt. Vâng, em ạ, nhất chị ạ. Khổ quá, cái thằng này tao thấy á, không khéo mày làm một năm á, ở cái xã Đại Phú này á, có khi cái xã này chuyển thành cái Đại Hạn ấy. Mặt mày ngu hơn mặt thằng kia nữa. Khổ quá. Tội nghiệp á, vợ chồng nó học máu ra bây giờ. Tao làm bao nhiêu gia đình học máu rồi chứ. Mày nhìn xem nó đi chưa? Đi rồi. Mà lấy tao cái bát ô tô ra đây. Ôi dồi ôi, làm gì đây? Mẹ tao học máu đi. Cha chân nhân cái con đầu cá cá đầu tôm kia. Cha chân nhân cái con mắt long sòng sọc lắm đọc nhiều lông kia. Cha chân nhân mày, mày ăn trên ăn dưới, ăn dưới ăn trên ăn tử là cha chân nhân mày. Quả này con này ông sẽ bán hết. Ôi dồi ông ơi. Ông sẽ bán hết tất cả của là của chim của đội của ông có bao nhiêu. Thôi ông cắt kiên lên rồi kìa. Con này tao cũng bán. Ôi dồi bán tôi. Nếu nào muốn tao cũng bán. Ôi dồi bán tôi làm gì? Tao đang cần tiền. Ôi dồi ông cần tiền làm gì? Tiền này là đi rồi, không có tiền không bán mày điên rồi. Trong tay không tiền đời mày ai thương? Tôi đồng thương nhau thôi. Đến lúc có tiền con mù huyền gấp luôn. Bao đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên mà hỏi ông trời. Trời, giờ tôi biết sống làm sao? Trời ơi. Nhưng khi có tiền thì tiền cũng có. Cái gì cũng có. Lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe. Tôi nghe ông thôi. Trần gian là cõi đọa đây. Người ta chuốc oán gây thù vì một chữ tiền mà thôi. Ôi giời ơi. Cha tiên nhân cái con mồi biển kia. Ông ơi, ông phải bình tĩnh mà sống chứ không thì ông điên mất đấy. Tao sẽ có tiền. Tao sẽ tiền, tao sẽ thuê đứa viết thư nặc danh đi bôi xấu con này. Biết chưa không? Nãy giờ tao chơi cái quả nặc danh nhá. Xong rồi tao mua một cái chức quan phủ to hơn để tên đe đâu cưới cổ cái con mù huyền kia. Chị này ra. Chị thiêng quá cơ ấy. Chị thiêng quá, đốt được cả mũi. Nhà em vừa nhắc chưa chị đốt ạ. Được mũi mà chị đã ra. Chị ra chị giới thiệu tân gọi là gì đấy, quan xá đây em thấy không, có tiền ấy, tư thằng chăn vịt thành ngay trai đẹp bị trục xuất. Sao mặt xanh thế hả em? Chị với nó là định rủ vợ chồng em chào bà con cô bác, sau đấy thì mình đi làm gọi là cái bữa tiệc gọi là nhậm chức của thằng này, hay có được không? Được. Đầu xuân năm mới, Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Hồng Vân và Minh Mĩa xin cảm ơn những khán giả thân yêu của chúng tôi và xin gửi tới một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và một lời chúc đắc tài, đắc lộc, đắc bình an. Nào, con Tuyết, con Nguyệt, thằng Dương, thằng Bình Công đâu, rộp tiền nhà đây. Rộp hết đây. Em chào bác ạ. Ai bảo chăn trâu là khó, tôi mơ màng nghe chim hót nó trên cao. Có những ngày trốn học đuổi bươm, hôm nay đến tháng rồi. Đây đừng cứ tưởng bở nhá. Tháng thu tiền nhà. Dạy giả tiền nhà các cháu ơi. Cơm bác làm phúc thì cho chúng mày thì được bao nhiêu, 1,2 triệu mà tháng được mấy đồng đâu. Phiếu ơi. Phiếu ơi. Mày cho bác xin tiền nhà con. Hôm nay là 26 tháng 12 rồi mà cháu nợ tiền từ 12 tháng 6.
con cho bác xin tiền nhà. Cứ gọi nó cứ điếc các bác ạ, khổ thế đấy chứ. Nhà cửa cho thuê mà nó tối về nó toàn bật tivi đây, cứ bật 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 to, ú à ú, không biết là nó bật làm cái gì, hay là nó xem phim người sói của Nhật không biết đâu. mà nói thật với các bác này, Phéo ơi, Phéo, mày cho bác xin tiền nhà thì hôm nay nó đang dọa cắt điện cắt nước đấy. Mà cắt điện thì không có vấn đề chứ, bác nói thật với mày chứ, cắt nước thì đây hỏi các bà các chị đây, các bà các chị mà thấy mất nước thì tình hình như thế nào, có mà nghỉ việc đi bán mắm tôm nhỉ. Ui. Giả tiền bác con ơi, trả tiền nhân bố mày Phéo. Thế mày có định giả không thì mày bảo tao đây. Sao này chết. Ôi giời ơi. Ông nhìn đồng hồ mấy giờ mà ông sang buồng ông gõ sớm nhỉ. Chưa gì sang nó gõ cửa đòi tiền thế nào à? Đấy. Nó đập cái này nó nghĩa nó đập thẳng vào mặt đấy. Nhục thế đấy chứ lại khổ thế. Suốt ngày tắc công các bác ạ. Suốt ngày đến giờ nó gọi là hinh móc cống đấy. Mẹ móc ra toàn cao su là cao su là cao su đấy. Không biết thằng bố với con mẹ nó làm ở đồn điền cao su nào. Thằng mày hôm nay không đứa nào thò mặt ra giả. Sao mà cứ mà đi đòi nợ mà sao nó lại khổ thế này. Cấm chủ nhà. Ôi giời ơi suốt à. Ôi giời ơi nhục thế này là. Dậy đây. Ngày này mà sao không thấy em, sáng tinh mơ lòng bỗng nghe lành tin. Tiền phòng thuê em nợ mấy tháng nay, em không trả anh phải làm sao đây. Em cứ hẹn ngày mai rồi lại không thấy em, đã tin nhau mà cớ sao lừa nhau. Sợ một đêm em lặng lẽ đi xa, còn mỗi anh ở lại thì tiền đã đi theo người ta. 90.000 thuê wifi mà điện nước, 15.000 em thuê các tivi, với 1.200.000 thuê phòng đơn khép kín, cộng 12.000 tiền rác nữa em ơi. Hay lại bùng như con ranh tuần trước, anh sợ rồi em không thoát đâu em, nên em biết đều hôm nay nộp mết nhé, kẻo bây giờ anh ta rặn mà đổ luôn. Thì chúng mày có tập trung mà giả hết tiền hôm nay không, hay là cứ mai lại dài cắn thuổng? Em có hay tiền nhà là tiền anh sống không, mấy năm nay chỉ biết trông tiền nhà, vậy mà em đã lỡ mấy tháng nay, giờ vẫn anh đời hoài mà mặt cứ trơ như vậy sao? Chúng mày ấy mà không giả là tao nói thật với chúng mày là tao báo công an à, nói nhớ, tao báo thật công an đấy nhớ. Ôi trời ơi, có nghĩ sao mày? Em đòi tiền nhà mà một cái mặt thằng to mà giọng ồm ồm tự dưng nghe một cái tiếng mà cho nó nhóe một cái ra nhỉ, không biết làm sao nhỉ. Tao hôm nay nè mẹ lanh nằm báo vỡ là mua rồi, lôi thôi mua mẹ tao múc. À ông xong mà buồn làm gì hả? Ông không định xong mà buồn làm gì hả? Đó là tiền nhà, là tiền nhà, đòi tiền nhà. Ông nhìn hộ đồng hồ bây giờ là mấy giờ? Nhìn hộ cái đồng hồ bây giờ là mấy giờ? Mày từ từ. 11 giờ trưa hôm qua. À. Đồng hồ trong chết rồi. À. Thế đồng hồ ông mấy giờ? 5 giờ 30 sáng. À. Mới có 5 giờ 30 sáng mà ông nó sang buồng cho ông đòi nợ thế à? Ông sang buồng cho đập cửa thế à? Cháu à? Ơi cháu. Cấm cháu nói cháu phọt cả nước dãi nước giếc vào mặt bác. Cái tay mày mày đập vào mũi mày thì còn được, mũi bác bé thế này mày đập nó tẹt mẹ nó. Tôi hỏi ông nha, tôi hỏi ông ra đây đây hỏi gì. Ông sang bên cửa kia ông lại còn đập cửa, ông bảo là tiên nhân cha thằng Phễu. Thế tôi hỏi ông tiên nhân cha tôi làm gì mà ông lôi ra đây, ông xúc phạm rồi đấy à? Ôi giời hả, đâm đừng đâm cái ngón tay vào mồm bác. Thôi này nhớ con nhá, thôi mày cho bác xin đi nhá. Mà nếu mà giả tiền hôm nay là bác không bao giờ, bác hứa không bao giờ nhìn thấy mặt các cháu nữa.
Còn nếu mày ấy mà không đưa ấy, mai là cứ 3:30 sáng là bác giã. Mà bác bây giờ một đêm một ngày 24 tiếng là bác ngủ chỉ có 15 phút thôi. Dạ, còn mày làm gì? Còn con 23:45 là tao giã mày. Mẹ giã như giã bảo luôn nhá. Tao bây giờ mẹ tao không thể chịu nổi được nữa. Thôi được rồi, nói tóm lại bây giờ tôi nợ ông 1 tháng bao tiền? 1,2 triệu ký hợp đồng rồi. À, cho bác sĩ. Thế nên là tổng cộng là nợ mấy tháng? Tổng cộng là 6 tháng. 6 tháng là bao tiền? 26,27,2 triệu. Ông cộng nhầm rồi. Nhầm mẹ, tao cộng cả đêm hôm qua. Cái nào tao chẳng cộng. Không ngủ à? Không ngủ. Cứ nằm cộng thôi. Chứ bây giờ tôi không có tiền. Ông ăn thịt thôi à? Tôi không có tiền, tôi giả ông ăn thịt thôi. Đây, thịt thôi đấy, ông ăn đấy. Đấy, đấy. Các bác cho nó thuê nhà mà nó bảo em ăn thịt, em ăn nó, em ăn nổi không? Cái người nó to như thế, mẹ chết chôn 8 năm còn không thối hết thịt. Loại này có phải hỏa thiêu. Ăn. Sáng nào cũng ca cái bài ca chuyện nợ tiền. Mà trước giọng em là giọng năm cao, mà bây giờ hóa thành mẹ nó giọng năm thiến rồi. Thế là tao nói thật là hôm nay không giả là không xong. Mày ra đây. Mày ra đây không giả đi. Ây dồi ôi, dồi ôi, bác Hình. Ôi trời, con mây. Bác Hình à. Ôi sao mày ngủ ở cái phòng thằng Phễu hả? Ôi, chết. Ơ, thế là phòng anh Phễu ấy à? Ôi thế mày, phòng mày không biết là mày ngủ phòng khác mày không biết à? Ôi sao con lại ngủ nhầm phòng mà con không biết nhỉ? Ôi dồi, vào mặc quần dài vào nói chuyện đi bác. Ôi trời, tiến sĩ bố mày. Ôi trời ơi, chết rồi. Nó ở đây mấy đến 5 giờ mà nó ngủ phòng nó không biết, mà nó ngủ sang bên này mà nó không biết. Ôi rồi ôi, thế thể nào các bác ơi, thể nào mà thỉnh thoảng nhà chùa lại nhặt được một đứa trẻ con. Các bác phụ huynh học sinh nhá, ở quê nhá, mà gửi con đây Hà Nội học nhá, cứ thấy nó alo chồng đây, vợ đây, cứ chồng vợ vợ là học thì ít mà nó chọc thì nhiều các bác ạ. Nó chả học hành thì nó có học gì đâu. Thế cho nên là phải cảnh giác. Đẻ con như thế có gà mấy chó, nó đẻ tháng mấy lứa nó phải biết ấy chứ, nó thỉnh thoảng nó này. Bây giờ dạ, tao mới hỏi mày đây cái chuyện. Dạ. Tại sao mày sang cái phòng thằng Phễu mày ngủ bên đấy, lý do tại sao? Bây giờ bác cho con trình bày bác cái này có được không? Mày cứ nói đi. Cái chuyện mà nhầm phòng ấy nó là cái chuyện tế nhị. Cho nên là có gì thì bác cứ kín cái mồm cho con một tí. Bác cứ hoang hoang đấy, ai người ta biết. Tao cứ lời tòa đấy. Ôi dồi, mẹ ơi, không trả tiền tao. Rồi ít nữa rồi tao ra báo phường là chúng mày sang đấy ngủ giao lưu. Con nói cho bác nghe. Sao mày đổ rô để cho trên mày hả? Con nói cho bác nghe, tổng thiệt hại cái khu trọ này của bác là có 10 phòng. 10 phòng. Mà làm thế nào chỉ cần một cái chìa khóa là mở được hẳn 10 cái phòng. Thế cái chuyện nhầm lẫn là chuyện bình thường. Bác biết rồi đấy, con bây giờ là sinh viên đại học năm cuối. Vâng, con vất vả lắm. Mà đợt này con đang làm luận văn tốt nghiệp. Luận văn là văn luận đấy, văn luận đấy. Vâng, đấy, đấy. Luận văn tốt nghiệp nhá. Mà vất vả như thế. Đêm hôm con ở thư viện. Thế đêm hôm qua nhá, mưa gió bão bùng. 12 giờ đêm con mới phi được về đến nhà. Mệt dã ra rồi. Thế là con mới mở chìa khóa rồi vào phòng. Mà phòng con thì cạnh phòng anh Phễu. Cho nên là con cũng chả để ý. Thế vào phòng thì con mới thả mình xuống chiếc giường quen thuộc. Thế à? Ôi mà hay lắm bác nhá. Tự nhiên có người nhảy vào ôm con. Sau khi ôm con xong thì lại lật con qua, lật con lại. Đấy. Xong lại còn vuốt ve con. Thế xong rồi con mới lịm dần đi. Rồi con chìm vào giấc ngủ miên man. Con không biết gì nữa. Nó lật sang trái, nó lật sang phải, rồi xong nó úp thìa. Xong nó nịm dần, nó nịm dần trong giấc ngủ mênh mang. Thế rồi sau đó cho em xin tiền anh. Thôi được rồi. Anh cho em xin tiền. Em chưa bao giờ đời em đi đòi tiền. Thôi, nó khổ. Thôi. Nó khổ thế này. Hôm nay con gửi bố tiền nhá. Không giả tiền nhá. Tao nói cho mày biết đấy. Mẹ con mây mà lên đây ấy, tao cứ nói là thôi, ngủ giao lưu. Thôi. Gửi tiền đây. Tao cứ nói. Đây, gửi tiền. Có giả tiền không? Có. Tao nói. Đây. Đủ tiền. Đấy chứ mẹ. Không, mày không có bạn. 7,2 triệu con gửi bố đầy đủ nhá. Ok. Đấy, bố đến đi. Để trai tôi đưa sổ con ký. Con dặn à. Tuyệt đối nhá. Mẹ mây lên đây nhá,
không được nói là con ngủ giao lưu, nhớ chưa? Ừ. Nhớ đấy, gửi tiền đầy đủ đấy. Đấy nhớ rồi. Đấy. Ừ. À này! Cái gì đó? Tao hỏi mày. Dạ. Thế cái tiền này mày lấy ở đâu? Ừ. Miễn là con có tiền giả bố được rồi, lấy đâu là việc của con chứ. Tao muốn hỏi cái nguồn gốc mày lấy cái đồng tiền này đâu? Bố là bố đẻ con ra đấy à? Sao mà bố hoạnh hoẹ con thế? Miễn này, là con có tiền giả là được này, rồi còn gì nữa. Mày đừng tưởng tao trông như thế này như là chuyên tiêu tiền sạch nhá. Mẹ tiền bẩn nó tao không có tiêu nhá. Em có thật với các bác là nhìn cái tướng mạo thằng này là chuyên đi mở cửa ăn cắp. À, trông con cái này mà lại đi ăn cắp à? Vâng, ăn cắp ăn trộm thế. Đàng hoàng. Thằng tao lấy tiền này hóa ra tao tòng phạm với lũ ăn cắp à? Ừ. Để tao chứa đồ ăn trộm ăn cắp à? Thôi được rồi. Không phải nói nhiều. Con nói thật với bố. Con bán cái xe Uy của con rồi, được chưa? Phéo. Thế con bán cái xe rồi con đi xin việc con đi bằng gì? Bố cô không có vợ. Vợ mất rồi, con thì không có. Bố coi chúng mày như con của bố. Đêm hôm chúng mày đứa thì về 1 giờ sáng, đứa thì 3 giờ, đứa thì 4 rưỡi. Bố có ngủ được đâu, mất cứ thấp tha thấp thòm. Bây giờ nghiện hút này, đập đá này, đua xe này. Thỉnh thoảng này chị chết anh nguy á, chết nguy á. Ôi trời ơi, bố ơi, bố thôi rồi. Bố đứng lên, con biết rồi, con biết là bố thương chúng con. Con biết rồi, bố con coi như là chúng con như con của bố mà. Nhá, thôi, được rồi, bọn con không bao giờ nghiện hút, không bao giờ đua xe. Bao giờ cũng là người tử tế, nhá. Bố yên tâm chưa? Mày hứa nhá. Vâng, hứa rồi. Con cường tráng thế này, đi xin việc, đi bộ cũng được. Nhá, yên tâm. Suốt ngày đi bộ thì khổ con ạ. Thế bố yên tâm đi, con đi xin việc, con đi bộ cũng được. Trông con khỏe khoắn như này cơ mà. Xem có cái xe đạp nào mua. Xe đạp á? Ừ. Có tiền đâu? Bố cho mày 800. Cái gì ạ? Bố thối lại 800. Úi giời, bố hình của con, bố hình. Ôi, gãy xương. Ôi giời, gãy xương. Ôi giời, già giòn gãy xương. Mày hôm nọ tao vào đi vệ sinh mà tao chỉ có không ấn căn chỉnh vào giữa mà tao chỉ có ấn nghe một cái thế là tao đi theo tư thế ấn luôn. Già đấy, và các bác khổ lắm. Giờ xương nó giòn hết rồi. Giòn. Ừ, thế đây, này bố cho mày đây. Vâng. Đấy. Sao lại có 600? Thì tao bảo cho 600 đấy. Ôi giời ơi. Hôm vừa ấy nói là cho 800, trong bây giờ lại bảo là cho 600 này. Tao nói 800 á? Vâng, đấy có tất cả các bác ở đây chứng kiến ấy. Các bác có đúng là bố hình vừa nói là cho 800 không? Có đúng không ạ? Ôi em cứ tưởng em cho bảo cho nó 600 nhỉ? Ôi giời. Ôi mà mình nói mà mình không biết. Thế đúng rồi, thế thì cho 63 cho mẹ 900 luôn. Được quá. Tao nể các bác ngồi dưới kia nhá, không còn lâu nhá. Con hiểu. Mẹ tiền con mồ hôi nước mắt đấy. Rồi, con cảm ơn bố. Bố lấy tiền của con, bố cho con nhá. Ông ơi, ôi, ông Hinh à? Ai đây? Ông Hinh ơi, em hỏi thăm tí này. Hết phòng rồi. Ông ơi, em này. Ai đây? Em Mẩy. Mẩy nào nhỉ? Ôi giời ơi, thế không có nghe cháu nó nói gì à? Em là Vương Thị Mẩy đấy. Chào bác Hinh. Ôi giời ơi. Chào bà, cứ nhìn cái biết ngay là vua Mẩy rồi. Dạ. Mẩy này mà rơi xuống đất là vỡ 9 viên gạch. Nào, chê cái nào. Yeah. Ông ơi đây. Tàu xe đi như thế mà em. Đây nhá, gạo. À, đỗ, có mấy quả bí xanh. Đây ông ơi, này. Úi giời ơi. Cái gì? Đỡ cho em cái đây, quà của ông đây. Cái gì đấy? Gà. Úi giời ạ. Đây là của ông. Úi giời ơi. Từ quê xa mình về. Ôi trời ơi, con gà sống á. Tàu xe trắng đêm mệt đứt hơi, về thăm con gái xa nhà giờ đã lâu, tìm nhà mà không biết nơi đâu. Thì ra mấy ba người dưới quê, tìm người hay là tìm chỗ thuê. À, là tôi đang kiếm chỗ nhà con gái tôi,
trên này phố phường thật lối thôi. Ông Hình ơi, cho em xin ông cái ngón tay. Hôm nãy giờ ông tóm cái ngón của em chặt quá, máu nó không lưu thông. Tay à? Cái tay này từ năm 20 tuổi mà cứ dậy thôi. Nhìn thấy gái là tình ái lung tung. Đây nhá, cái công mà mấy năm ông chăm cho cháu, cho nó ở trọ đã đành. Như ông còn nâng giấc quá. Bữa ăn giấc ngủ nó thương đi đêm lắm. Đi hôm về ông còn quan tâm. Em biếu ông có chút quà nhà quê. Thôi. Ông nhận cho em vui. Thôi không biếu. Gà cái biếu xong rồi tôi cứ phải đi tìm cái người tôi giả nợ mệt lắm. Nhận cho em vui. Gươm của mày thế được, tôi cứ cầm giữa của bà đây thôi. Ông, cho em hỏi thế đâu phòng con Mây nó đâu? Đây. Phòng con Mây đâu? Đây. Phòng con Mây thì đây thế để đây tạm đấy nhá. Phòng con Mây thì nó ở kia. Vâng, đấy. Đằng kia. Nhưng mà nó ngủ ở bên phách. Kia. Ô. Phòng tao... ở đằng kia mà nó lại ngủ ở đằng kia. Thì tao... là vẫn là ở đằng kia. Tao biết phạch rồi. Đêm nào chúng mày chả phạch mấy lần. Mẹ toàn mở tivi to thôi. Ông nói chuyện với ai đấy hả ông Hinh? Em nói chuyện bâng quơ, nó bảo phạch. Ghế. Ghế đâu mấy thằng mang cho cái ghế. Đấy có khách đến đấy. Dạ đây ạ. À, rước bà ngồi. Nhìn thì muốn giết đấy, không giết được đấy. Không. Hả? Thế con Mây nhà em nó đi đâu mà sau này nó lại khóa cửa sớm thế này? Thì tôi biết làm sao nó đi đâu được. Nó đi suốt đêm, có hôm nó đi câu mực 7 ngày nó mới về. Thế này để ông này. Em thì em khổ từ bé. Có mỗi đứa con. Bây giờ em lo lắm. Lỡ mà nó lại giống em thì khổ cả đời. Thế à? Em mới là toàn sai lầm thôi ông ạ. Thế à? Cứ cái sai lầm này đến sai lầm khác. Cái lần đò thứ nhất ấy. Là em sai. Sai ở cái chỗ cứ nghĩ là chỉ có tình yêu thôi. Một túp lều tranh, hai trái tim vàng là sống được. Nhưng mà có phải thế đâu. Không sống được cái chứ. Có thực mới vượt được đạo. Đúng rồi, ông nói đúng rồi. Không... Thế cho nên em sửa sai ở cái chuyến đò thứ hai. Em lấy ngay một đại gia đất cát. Ôi giời đấy, tưởng mở mặt. Có khá không? Ôi giời đấy, bây giờ đấy ôm một đống nợ. Em cũng khốn khổ. Sa sút xong rồi vớ được giả da đấy. Mẹ dây da đấy. Thế là ông biết sao không? Chuyến đò thứ ba cũng dở dang. Chả ra đâu vào mấy đâu. Mà sao cái số em nó lận đận thế chứ lại. Quá khổ. Sinh nở không được. Hiếm muộn lắm. Mãi đến cái chuyến đò thứ tư. Em mới có được một mụn con là cháu Mây đấy ông ạ. Làm cái gì đấy? Tôi cũng muốn là lão lấy đò thứ năm đây. Ông cứ làm cho em khó này, nói chuyện lắm. Bà này, tôi nói thực với bà, tôi cũng khổ lắm, cô đơn lắm bà. Tôi với bà hai đứa đều cô đơn. Tôi đã từ lâu vắng bóng người vợ hiền. Tiền không thiếu nhưng đêm ngày quạnh quẽ. Tôi vẫn mình tôi kiếp đời đơn côi. Tiền gom hết đem xây nhà để cho mượn, cho có niềm vui sớm khuya còn có tiếng thương. Ông như này, thế mà cái lúc mới gặp ông tôi cứ ngỡ là ông sung sướng lắm cơ đấy.
chả sướng gì đâu. Gớm, cái đời tôi sang đến cái chuyến đỏ thứ tư là coi như xong rồi ông ạ. Bây giờ chỉ thương cho con Mây. Tôi cứ lo cho nó làm sao nó đừng đi vào cái vết xe đổ của tôi. Tất cả mọi thứ tôi chỉ dồn cho nó thôi. Đời con gái đừng khóc nữa. Ông biết chăng ông, tôi khổ nhiều năm, tôi khóc nhiều. Đời con gái như hoa nở sáng sớm, chiều về nhuộm âu phiền. Tôi đã lo toan cho nó vào nhà giàu sang, học hành dở dang, tôi xếp lại mở hành trang, yên về lấy chồng. Thắm duyên tơ hồng tôi cũng thỏa niềm đời mong. Lần này lên đây đưa nó về lấy chồng ngay, chứ lỡ tuổi xuân thì lỡ luôn một đời con gái chiều giờ. Mẹ thiên sư bố tay cái tay đấy. Bố cái tay đấy lại tay cái thấy cái đấy là lung tung. Bố thiên sư nó dậy mãi rồi, thôi đừng đánh nó nữa, đã bảo phải kiên trì mới chữa được. Đánh mãi không chữa được ông ơi. Cho nên tôi nói với ông thế này, ông cho cháu nó đi về với tôi hôm nay. Nhà trai để làm gì? Người ta mang sính lễ đến rồi. Lấy chồng à? Lấy chồng. Ủa thế à? Ông ơi, được cái nhà này người ta cũng gia thế, tử tế, và cũng có của ăn của để. Con nhà ông chủ tịch xã ông ạ. Thế thì khá nhỉ. Vâng, sính lễ em nhận rồi. Cái được cái có mấy gì? Trăm mét đất mặt đường là ông ấy đưa cho em. Chính chắc mặt đường hay mẹ trong ngõ là rồi. Hỏi mãi vớ va vớ vẩn. Em rút kinh nghiệm rồi. Bởi vì tại sao em cũng còn phải lo cho cái thân em mà. Cho nên nhớ, đợt này em lên em đưa cháu về quê là tuần sau cho nó làm đám cưới luôn. Ôi luôn. Trời ơi. Ôi giời. Thằng này là thằng nào hả ông? Thằng này á, nó ở phòng này. Thế con Mây ở mà tại bà, tất cả tại bà hết. Ủa sao tại tôi? Tại bà mấy năm nay bà, bây giờ hôm nay bà mới lên. Mà cũng tại tôi, cho hai đứa thuê phòng. Nó ở gần nhau, thế là nó sang, thế là nó ngủ giao lưu. Chả học hành gì cả, bố nó phí cơm, phí của. Cháu ơi. Dạ. Tên là gì? Dạ thưa bác, tên cháu là Phễu ạ. Nhưng mà bác Hình bác ấy toàn gọi cháu là... Này, này, là này gì? Dạ. Mày không giả tiền tao, tao còn lái cả cái họ nhà mày ấy. Tao đổi cả cái họ nhà mày ấy. Cháu là Hoàng Trọng Phễu mà bác cứ gọi cháu là Nguyễn Văn Phễu. Nghe đặt cái tên là Phễu, nghe đau hết cả mồm. Thế sao không còn cái tên nào nữa hay sao mày đặt tên đấy? Hả? Bố mẹ cháu đặt như nào cháu biết thế. Gớm. Thế bố mẹ cháu có bán rượu không mà đặt là Phễu? Dạ không ạ, nhà cháu bán mắm mà. Úi giời. Này bác bảo này. Dạ. Cái tên Phễu nghe nó thế nào ấy? Thế ạ. Bác thấy phát âm nó cũng khó. Quá khó mà nó cứ phụt phụt vào mặt đấy. Nên là phọt nước dãi vào đầy mặt tôi bao nhiêu lần rồi, có mất vệ sinh nó mồm mẹ toàn thuốc sâu thôi. Bác bảo này. Dạ. Bây giờ bác đổi tên cho mày nhá. Vâng ạ. Bác đổi cho mày là thằng Hoàng Trọng Vòi. Ui dồi. Trời ơi. Vòi rốt là Phễu. Cho nó dễ gọi. Vòi với Phễu khác gì nhau. Phèo tôi gọi mà răng mà nó có vấn đề là nó bay răng ra chứ không phải chuyện đùa đâu. Làm bao nhiêu ăn hết. Bác bảo cháu này. Dạ. Phục vụ mỗi thế mày mà có cái vấn đề gì mày muốn trình bày thì mày cứ nói tử tế, mày ra đây mày lăn đùng một cái là bác choáng. Mày dạ. Nói luôn đi. Không nghe được cái gì vào mấy cái gì cả, bây giờ cháu nói lại đi. Vâng. Xúc tích thôi để cho bác hiểu. Vâng ạ. Nào nói lại nào. Dạ thưa bác, cháu là Phễu ạ. Dạ cháu đã tìm hiểu em Mây được 4 năm nay rồi ạ. 4 năm. 4 năm.
Dạ. Nói luôn đi. Thế bác đã hỏi này nhá. Vâng. 4 năm đấy, thế cháu đã tìm được cái gì ở con mây để mà hiểu chưa? Dạ thưa bác, tìm thì cháu chưa tìm thấy, nhưng cháu hiểu rằng mây sắp đến ngày sinh nở. Ôi giời. Ê bác ơi, bác ơi. Đâu. Chuyện này bình thường ấy mà. Bây giờ các cháu nó coi như sống thử bình thường đó, bình thường. Ôi giời ông ơi. Sống thử. Ông ơi, hình như tôi lên cái cơn tiền đình. Tôi vừa nghe thấy cái gì ấy nhỉ? Cháu nói lại bác nghe cái gì dưa bở? Dạ không ạ. Cháu khẳng định với bác rằng là mây sẽ là vợ của cháu ạ. Cháu ơi, mày chưa có công ăn việc làm gì, vẫn còn đang ở thuê ở trọ ở đây này, nuôi cái thân mày còn chưa xong, mày lấy làm sao được con mây? Mày phải nghĩ cho bác chứ, mai mốt bác già, bác chả làm lụng được gì nữa, ai lo cho bác? Đúng Hình, không nhỉ? Hình lo đấy, mẹ Hình mà không lo được con này à? Thôi con mây đâu? Dạ. Tôi sáng này giờ nó tránh mặt tôi hay sao ý, không bác ơi, thế nào nữa. Mây yên nghỉ rồi. À thôi, nhầm, ý cháu là nói là mây đang nằm yên, nghỉ ngơi dưỡng thai ạ. Nó đâu? Dạ. Không. Hay nhở? Cháu biết rồi. Cháu biết tôi rồi. Đi vào. Không, được rồi, bác cứ bình tĩnh. Cháu biết là tình cảm là lâu ngày hai mẹ con không gặp nhau. Nhưng mà quyền bây giờ là quyền của cháu chứ. Cháu cho gặp mới được gặp chứ. Quyền á? Vâng. Quyền gì? Quyền cái má mẹ mày. Nhưng mà bác cũng đồng ý với mày. Cũng phải thử trước chứ. Không có về đẻ không đẻ nó cứ đái ồ là bỏ mẹ đấy. Đúng không? Quyền đấy, mày ra đây. Quyền con mẹ vợ mày đây này. Dạ. Bố vợ mày đây này. Ôi giời ơi. Mẹ Hình nghe bố vợ đây. Cái gì? Ông vô duyên. Gì? Tôi đã quyết cái gì đâu mà bố vợ với mẹ vợ. Ông nói thế ông nghe được. Thì bà bố vợ nhanh thế. Bà chưa quyết thì tôi quyết. Mẹ chưa chìa khóa số cua còn đây này. Để tôi vào tôi thăm con tôi. Ê khoan. Mọi người nghe cháu nói đây. Ôi giời ơi. Gớm. Vẫn còn nói cái gì nữa đấy. Thế là nó ấy xong là bây giờ là nó làm tướng đấy. Mây, em là tia nắng chiếu soi đời anh. Ông ấy nó hát. Em là chân lý cứu rồi đời anh. Hâm lắm cháu ạ. Em là gió mát ấp mồm đời anh. Em là mơ ước của cả đời anh. Mày, em là chân ấm yên vui đời anh. Em là nước mắt ngất ngây đời anh. Em là cơ máu nó thay đời anh. Mau về đi khuya thay anh thật. Đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu, nên chỉ mong nó biết rút kinh nghiệm mà chọn cho đúng. Đừng mù quáng đi theo tình, chọn đúng thằng kia. Ôi đời con gái sau lần ngang trái thêm sầu tê tái. Thôi bây giờ con sẽ lo đi làm ngay, không còn trông ngóng đến khi gặp mày. Kiếm tiền chân chính với đôi bàn tay, chắc là mây sẽ yên tâm chọn ngày. Thôi ta kệ bọn nó cứ đi thì thôi, trong nhà vắng lắm có mỗi mình thôi. Bây giờ mình cứ lo thân mình đi, đi về. Chứ còn bọn nó ta nó làm gì. Nhà vắng lắm có mỗi mình tôi. Bây giờ ta cứ lo thân mình đi, chứ còn bọn nó ta lo làm chi. Thôi. Vâng. Thế nào? Thế có định cho con đi đẻ không? Ôi, đẻ ai à? Ôi bố ơi. Ôi mẹ ơi, cho vào con đi đẻ. Ôi à, đẻ ai à? Đẻ con à? Vâng, đẻ đẻ đẻ. Bé 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 đây đây bà ơi, đẻ chỉ có đẻ thôi, học ít mà chọc thì nhiều. Xuân Hinh, Thanh Hiền, Quang Thắng, Diễm Hương xin gửi tới tất cả những quý vị khán giả thân yêu của chúng tôi một lời chúc đắc tài đắc lộc, nhiều tiền nhiều sức khỏe.
thế? Đây rồi, nhanh như thế cái thằng anh cứ chạy cái dục cái thằng què chạy mà không hiểu sao em càng chạy nó càng chậm ý. Em ơi chán lắm cơ, nhớ đi mà không giới thiệu đây là chồng tôi thì nói thật luôn ấy, ai cũng tưởng bà nhà giàu đi lễ chùa có thằng chú tiểu cầm cháp chạy theo. Chán lắm, chồng chán ơi là chán ấy. Này này, cứ chê chồng nói xấu chồng nhá. Thế sao ngày xưa thì đâm đầu chú tiểu lấy tôi là thế nào? Chả là ngày xưa ấy gớm, em mê ông Xuân Hinh các bác ạ. Thời son trẻ lỡ đi xem lão ấy diễn cái cú sứt thì về cứ đắm đuối thôi, đêm ngủ cứ tương tư thôi. Thế rồi một ngày nọ gặp đúng một thằng lái lợn, ôi dồi ôi nó giống thế chứ gì, giống giống như bản sao ấy. Thế là đâm đầu vào, mà người ta là Xuân Hinh, còn lão này cứ Xuân Hình Xuân Bóng gì, về không thấy một tí gì của ông Xuân Hinh ấy. Đau đớn lắm, nhưng mà giờ lỡ trao thân rồi biết làm thế nào. À, mê Xuân Hinh thì đi lấy Xuân Hình như thế. Thì đây, sao để theo hình đuổi bóng thế này? Tôi nói thật bà biết thế ra là thành ra là bà mê ông Xuân Hinh thì bà lấy tôi. Mê Xuân Hinh đóng cu sứt. Ờ, đóng cu sứt rồi lấy thực tôi. Thực ra là không biết là mê Xuân Hinh hay là mê cu sứt đại khai thế. Ờ, thế là mà tôi biết là tại sao cái chân tôi ra cái nông nội này rồi. Thì đấy nhìn thấy nó mới giống cu sứt. Ờ? Chân này nhìn phát biết luôn là nhân tạo chứ không phải thiên nhiên rồi. Quái, mê ông Xuân Hinh thế là oánh em các bác ạ. Suốt ngày vác gậy vụt. Thế là vừa oánh vừa la làng chứ. Ôi dồi ôi, chồng em nó oánh. Thế thì bây giờ mới ra được ông cu sứt. Mà chán lắm, cu không ra cu mà sứt chả ra sứt. Bây giờ cả một cái đống phế liệu này ôm suốt cuộc đời, chả biết bao giờ mới dẫy ra được. Buồn lắm. Thôi không nói nữa. Thế bây túm giờ lại thì bây giờ đi tìm bố. Tự nhiên bà lôi tôi ra cái bến xe làm gì? Đi tìm bố chứ gì đâu. Sao hồi lúc sáng đó ông không giữ bố lại để bố đi? Sao bà không giữ? Giữ sao không giữ? Gớm dỗ bố như dỗ trẻ con ý. Sáng nấu cả một nồi cháo hoa nhá, hành tươi nhá, ôi dồi cho một tổ yến rưỡi vào đấy. Thế mà muối tôi phải rang lên tôi mới dám cho bố ăn, cấm cho bố ăn trừ muối sống ấy. Thế mà vẫn đi. Cái gì điều có danh mà mỏ nữa còn rang muối lên nữa. Thì đây. Thế thì tóm lại nhá. Thế ông... bây giờ làm sao? Bây giờ đi tìm bố sao sáng giữ chân bố nhỉ? Bố có chân thì bố đi nhá. Cái việc gì phải giữ? Nhưng hôm nay bố đi đâu đi? Bố về quê. Về quê làm gì? Ngày mai giỗ vợ ông. Vợ ông là ai? Mẹ tôi. À quên đấy, nhắc mới nhớ là ông có vợ. Quên mất. Đấy, cơm áo gạo tiền quên bắn nó nhiều khi quên luôn thằng này là chồng mình. Thì bố có chân thì để cho bố đi, làm sao phải tìm, đi về. Bố đi đâu thì bố đi, nhưng mà bố phải để cái cơi trầu ở lại chứ. Ô điên à. Cơ trầu của ông thì ông đi ông phải cầm theo chứ làm sao phải để lại. Ôi giời ơi, Nghĩa ơi. Thế anh có não không hay là Zika nó ăn hết não của anh rồi? Thế anh quên mất cái truyền thuyết của gia đình dòng họ anh truyền lại à? Trong cái cơi trầu mà bố lúc nào cũng ôm khư khư vào người ấy, nó có đến 10 cái tượng bằng vàng ròng nhá, mỗi một cái á là 3 cây đi. Chưa hết đâu. Cái gì? Chưa hết đâu, nó còn đến 2 cái vòng phỉ thúy ấy. Mà 10 năm trước cái bọn phương Bắc nó đến nó giả là 10 tỷ một sợi rồi mà bố không bán ấy. Mày điên à? Thế sao không đi tìm ông, mày còn đứng đấy còn chê chồng? Bây giờ đang đi tìm đây còn gì nữa? Nhanh lên cái gì nữa? Đi! Mày què mày chạy trước đi, tao chấp mày mà. Đi đường này này. Sao lại đi đến đây, chọn định là đây này, đi đây mới tìm được cái này. Khổ em thế, thì em càng vội thì nó lại càng chậm. Chán quá rồi. Nhanh cái chân lên chân nào. Khổ quá chứ này. Nước sôi lửa bỏng mặt cái đần độn như thế này này. Bà không thấy là tôi đang đọc sách à? Ông đọc cái sách gì? Hả? Luận ngữ. Luận ngữ nó là cái sách gì? Có nhiều việc đời sống không giải thích được mà luận ngữ giải thích rất rõ, ghi vào trong sách hết. Luận ngữ giải thích rất rõ à? Thế bây giờ tôi hỏi luận ngữ này, luận ngữ giải thích thêm tôi ở cái nhà này tôi là cái con gì? Bà là con đỉa. Ôi trời. Ôi trời. Đây các bác xem, chồng em đấy nuôi bao nhiêu năm ăn học, bây giờ nó lại bảo em là con đỉa. Thế tôi hỏi ông, tại sao ông lại bảo tôi là con đỉa? Vì bà rất là dai, dai như đỉa. Tôi mà dai như đỉa hả? Ừ đấy, thì tôi là con đỉa đấy. Tôi là con đỉa ngày, còn ông là con đỉa đêm. Làm sao mà ban ngày
ngày mặt nó cứ đần độn, nó ngu si thế này mà sao tối nó lại nhanh nhẹn đến thế à các bác? Thế chứ này. Em đã bảo là thôi đừng rồi, thôi rồi, nó cứ bảo thêm tí nữa, thêm tí nữa, thêm tí nữa. Ngày nào nó cũng xe chỉ luồn kim em đến tận 4 giờ sáng. Các bạn bảo cứ xe chỉ luồn kim thế thì mỗi đứa nào mà nó chịu được hả? Thế tóm lại là trong đầu chồng thì tôi chỉ xứng đáng là một con đĩa thôi, có đúng không? Bà còn là một con vịt nữa. Thế sao lại bảo tôi là con vịt? Cái mồm bà cứ quạc ra như vịt. Ô hay nhỉ. Lúc thì ông bảo tôi là con đĩa, lúc thì ông bảo tôi là con vịt. Chứ tóm lại tôi hỏi ông, tôi là cái loại động vật gì? Đó là một loại động vật có vú rất là hiếm quý, đã ghi ở trong sách đỏ đây rồi. Đây, không được giết thịt. Mà luận ngữ đã giải thích định nghĩa rất rõ ràng. Đó là... là con gì? Con vợ. Ôi giời ơi, nó bảo em là ở trong sách đỏ là động vật quý hiếm. Cuối cùng thì em vẫn là chỉ là một con động vật các bác ạ. Này, tôi nói cho ông biết này. Tôi cho ông ăn học, đổ bao nhiêu tiền vào cái đầu ông. Cái điều hay, cái điều cần biết thì ông không học. Ông toàn đâm đầu vào học những thứ ngu si rút nát thôi. Ông nghe tôi nói này, cái này mới là cái quan trọng trong cuộc đời ông nhé. Bố ông trốn rồi. Luận ngữ không được nói là bố trốn, phải nói là bố đi. Ừ thì bố đi. Nhưng mà bố đi, bố mang theo cái cơi đựng trầu của bố. Bà không nghe cổ nhân người ta nói à? Hả? Của ai nấy giữ. Cơi đựng trầu của bố thì bố giữ. Bà dây vào làm cái gì? Ô hay nhỉ. Nhưng mà cổ nhân người ta cũng dạy tôi rằng trong cái cơi đựng trầu của bố có 10 pho tượng Phật bằng vàng. Mỗi pho tượng trị giá 3 cây vàng. Mà còn chưa hết đâu, có 2 cái vòng ngọc phỉ thúy. 10 năm trước người ta giả ông 10 tỷ, ông không thể bán đấy. Con điên. Thái dụ. Sao mày đọc ở đâu mà mày, sao không bây giờ mày mới không chia sẻ gì cả bao nhiêu năm nay? Làm tao cứ tìm đâu, trang nào là trang vòng ngọc đâu, trang nào là trang Phật, tượng Phật đâu. Làm cho ư mê bao nhiêu năm nay thì nó cứ đi tìm. Nó ở trong này. Thế ở đâu? Nó ở trong cái cơi đựng trầu của ông. Thế cơi đựng trầu đâu? Cơi đựng trầu thì ông mang, ông trốn về quê rồi. Ôi giời ơi, làm mình bây giờ, đúng là bây giờ tôi mới vỡ òa ra này. Thì chính ra là tôi cứ học con vợ này, có khi lại bây giờ lại khôn đấy. Cơi đựng trầu của ông. Cơi đựng trầu của ông. Đúng rồi. Ngày xưa các cụ có dặn, đọc lướt qua một lần mà bây giờ quên này. Ôi giời ơi. Học thầy không tày, học vợ. Đúng là bà. Ông này bây giờ mới hiểu được cái chân lý đấy à. Đi tìm bố đi. Ôi tôi điên lên. Tôi điên mất cái thằng chồng thôi. Tôi điên mất thôi. Sao bố đâu quá nhỉ? Nghĩa ơi, đi nhanh nhanh lên em tí. Nhanh lắm rồi nhỉ. Có lúc cái cần nhanh. Khổ quá. Hai vợ chồng một con thì quá béo, một thằng thì cứ lại châm chấm chân phẩy. Chẳng quá. Cứ leo lưng ra cõng mẹ luôn đi. Okay. Bà cõng tôi cho nó nhanh. Thế là leo thật đấy à? Sao nhẹ dạ thế? Bây giờ này, mỡ đầy trong máu này. Tôi vừa cõng ông, mà tôi vừa chạy đi tìm bố thì có một cái mỡ nào mà nó cản cái đường máu, cái là tôi chết dễ chết rụa ra. Người sao nhẹ dạ cả tin thế? Phóng lên tôi một phát là tôi nói cho ông biết chứ. Được rồi, đây. Kiều, vợ chồng Kiều. Ở đây. Này, bác à. Tìm thấy bố chưa? Chưa. Hai bác không đi tìm bố luôn. Đây thì mà chưa thấy bố. Ui, không khéo sổng mất rồi. Ôi, chưa chết. Luận ngữ không có được nói là bố sổng. Nói thế nào? Phải nói là bố vuột. Ôi trời. Bố vuột. Này, bây giờ phải làm sao? An tâm đi. Từ giờ đến tối nhá, chỉ có một chuyến xe 3 giờ về quê thôi. Bố chắc là quanh quẩn ở đâu, cứ tua nhau đi tìm mà thấy. Dung ơi. Dạ. Mày tranh thủ đi mua một sợi dây thừng với cái bao tải. Để làm gì ạ? Thấy bố một cái là trói luôn. Nhét vào bao tải. Dã man quá. Không để nó vuột mất.
Tránh nhanh lên, phấn khởi. Ôi giời ơi, lấy bao tải ở đâu bây giờ? Ô kìa, có vợ chồng thằng Thắng này. Có vợ chồng thằng Ba kìa. Đấy. Này, ra đây. Em chào anh chị, em chào anh chị. Ôi giời ơi. Dạ. Sao đi đâu mà bây giờ mới có vác mặt ở đây? Ê, anh chị có việc gì mà là hốt hoảng thế ạ? À? Anh chị sao lại gọi em ra bến xe để họp gia đình làm gì ạ? À? Mà trông mặt ai căng thẳng quá ạ. À. Luận ngữ bảo cái gì nhỉ? Luận ngữ bảo là... Bố trốn rồi! Bố trốn à? Ừ! Bố trốn thì kệ bố! Về quê rồi! Về quê rồi! Bố về quê à? Về quê rồi! Ôi trời! May quá mình ạ! Ừ, may! Dạ thưa các anh các chị! Chả là Thắng là đến lượt nhà em nuôi bố. Thế nhưng bây giờ bố về quê rồi thì may quá ạ. Ôi trời ơi. Vợ chồng mình có nghĩa là vợ chồng mình tiết kiệm được 10 triệu đồng. Ông già. Để hẳn ra được một khoản. Thắng. Chị vào nè. Bây giờ nhá, tinh thần lán này bố về quê nhưng bố cầm theo cái cơ trầu của bố. Em có hiểu không? Em hiểu vấn đề không? Dạo này ông già mình lại còn nghiện cả trầu nữa cơ đấy. Thế mà ngày xưa ở nhà mình ấy cứ đòi ăn kẹo lạc với uống nước chè. Suốt ngày em phải nấu nước phục vụ thôi. Ừ, anh phải đi mua kẹo lạc thôi. Đấy. Dạ. Đây đây. Thật lòng từ xưa giờ chị tưởng trong gia đình em là thằng nhiều óc nhất ấy. Cuối cùng là mày y như là thằng Nghĩa anh mày thôi. Thật là thật. Vấn đề là trong cái cơi trầu đấy nó có đến 20 cái pho tượng bằng vàng ròng, hiểu chưa? 3 cây một pho. Điều thế. Chưa tính đến cái mà đến 10 cái sợi gọi là vòng phỉ thúy. Là 10 năm trước là đến là 15 tỷ một sợi mà bố không bán. Rồi. Chị ơi. Rồi. Mình ơi. Chị ơi, nghe mình ơi. Chị, chị nói thế nào ơi chứ này? Sao? Cái gì đây? Chị. Ra đây từ từ xem con Dung nó bảo cái gì đây. Này. Chồng thằng kia. Ra đây xem con Dung nó bảo cái gì đã. Cái gì? Cái 20 gì? 20 tượng Phật đâu mà chỉ có 10 thôi. 10 bảo người ta có 10. Yêu thích đã 20 rồi. Các cô các chú nhá. Nhớ này. Người càng già càng cẩn thận. Cứ lận đấy. Các cụ bà ấy. Cứ là ruột tượng này. Cụ ông cứ lận vào cả quần đi. Giấu bớt đấy. À, mình hiểu cứ rồi, phải nhân đôi lên mới ra của nè. Các cụ giấu mình. Hiểu rồi, hiểu rồi. Mình ơi. Hả? Các cái vừa nói cái gì nhỉ? 10 cái. Em cả tay. Cái gì mà vàng, cái gì mà ngọc cái nhỏ. Mình nói lại em nghe xem nào. Vàng không có ngọc. Các bác ấy nói là trong cơi trầu của bố cầm về quê ấy, trong đấy có 30 pho tượng Phật bằng vàng to bằng ngón tay này này. Mỗi một pho tượng nó nặng khoảng 3 lạng rưỡi. Mà còn thêm nữa 20 cái vòng phỉ thúy. Bọn phương Bắc nó sang đây nó giả là đâu là 15 tỷ hay là 18 tỷ một chiếc ấy, mà ông không bán. Ôi giời ơi, ôi giời, các anh các chị ơi, thế tính tổng ra là khoảng bao nhiêu tiền hả? Chưa tính được, nhiều quá sao không tính được. Chị ơi, phải gần 100 tỷ đấy. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, gần 100 tỷ. Ôi trời ơi, chú bị chết rồi. Sao cấp cứu, cấp cứu. Con này trước khi nó ngất nó cứ phải ngước các bác lên ơi. Các bác cứ bình tĩnh, vợ em biết. Con này ấy, nó bị ngộ độc về tiền đấy. À. Vâng, nó cứ nghe đến tiền tỷ là nó ngất. À. Nếu các bác ra đây, cô ấy chỉ bị tai biến nhẹ thôi hả? Mời mời các bác ra đây. Thế sao vợ chú nó có cái bệnh lạ nhỉ? Hay lắm, đây, em hỏi các bác nha. Nói bé thôi nhé, đồng này đồng bao nhiêu? 50 tỷ. Thế đồng này là đồng bao nhiêu? 5 lít. Các bác xem nhá. Ngất nhá. Tăng 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 tăng. 50 tỷ. Nhắm mắt mà vẫn biết 50 tỷ. Thấy chưa? Con này thần thoại thật đấy. Này, tăng 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 tăng. 5 lít. Các bác thấy chưa? Giỏi chưa? Tỉnh luôn đây này, tỉnh luôn này. Đánh hơi thấy tiền. Tỉnh luôn này. Bố mang cơi trầu về rồi. Đâu. Thôi. Đâu? Nói tiếng người đi. Ở đây tất cả các bác đều nói tiếng người, riêng một mình vợ nói tiếng động vật. Này, nói cho chồng biết nhá. Bây giờ ấy, động đến tiền đến vàng ấy, cẩn thận, không có khối người thành chó hết đấy. Ôi trời ơi, láo quá nhỉ. Láo nhỉ. Này, này cô bảo ai là chó đi à? Này tôi nói cho cô biết nhá, động đến tiền thì ai cũng thành động vật nhá. Nhưng không phải ai cũng làm chó giống cô đâu nhá. Chị nhỉ? Riêng chị là tao chọn lợn đấy.
Mình ơi mình kẻ lạ thắng này là đến lượt vợ chồng mình chăm bố đấy. Rồi mình đón bố về đi. Trời ơi mình ơi, em nhớ bố lắm, em thương bố lắm mình ơi. Thôi. Này, thế cuối cùng thì đứa nào là con ruột của bố nhỉ? Để em xem sách cho. Ừ, mày tìm xem đứa nào là con ruột anh của bố. Anh không phải xem, anh không phải tìm, là em. Ai? Sao lại là em? Chồng em. Này, bỏ ngay cái kiểu đi, nhá. Cứ làm như là thương bố lắm, cứ làm như là yêu bố lắm. Đón bố về đi. Thế đứa nào hôm ông ở nhà mình, đứa nào ông gắp có miếng thịt thôi mà lườm nguýt tí ông rơi miếng thịt. Mày mẹ cũng gắp bác nghe thấy. Trời ơi. Dạ. Cái gì? Chị. À em... Chị đó, em biết rồi, em biết rồi. Chị là vừa rồi là nói đẻo em. Không, chị đấy, nói... Đừng có mà tin cái lời chị cả nhá. Không. Chị dâu cả là nói đẻo đấy. Thắng, em thấy là em sai rồi. Cái câu hỏi đấy chị xuất phát từ trái tim. Tao thề với mày, có rất nhiều đêm tao trằn trọc, tao suy nghĩ không biết mày có phải con ruột của bố không. Chị nghiêm túc đây này. Nhìn nghĩa nhà chị này, sao y bản chính thì thôi không nói rồi nhá. Đây, thằng Kiều chồng con Dung đây, thấy rõ ràng. Kiều nhà em là ngang phè giống bố nhá. Đấy, chỉ có mỗi em á là nó có cái nét gì mà chị không thể lập luận được nó là cái gì. Mày giống cái ông nào mà ở cái vùng mà sa mạc mà mũi to to bị bắn chết mẹ rồi. Không nhớ cái ông nào. Để nó tìm. Này chị ạ. Để nó tìm xem trong sách xem nào. Thôi không phải tìm. Chú là có cái mũi đột biến đấy. Chị đừng có xỏ xiên nhá. Em nói cho chị biết. Ở trong cái gia đình nhà mình ấy, chỉ có một người duy nhất biết em là con ai. Đó là mẹ. Nhá. Nhưng mẹ đã nằm dưới ba tấc đất rồi. Đúng thì rồi. Chị để cho mẹ yên nghỉ nhá. Đừng có bới móc lên nữa để nhà nó loạn hết cả lên. Chị có bới đâu, em nói thế là không đúng. Chị không hề bới. Cái đấy là chị đang tìm hiểu về khoa học. Bởi vì nếu mày mà là con ruột của bố thì khoa học sai. Mà các chị... các anh các chị vừa phải thôi. Bây giờ đâu em có tí tiền tí vàng ấy, thế bảo là chồng em khác khuôn, chồng em không giống như thế nào. Cứ làm như là tử tế với bố mẹ tử lắm. Tử tế thì phải lấy lại quyền lợi cho bố chứ. Phải quyền lợi cái gì? Sự công bằng cho bố chứ. Chị tưởng chị tử tế lắm à? Hả? Thế em hỏi chị nhá. Dỗ mẹ 7 năm nay chị có về quê không? Hả? Đấy. 7 năm trước chị về quê chị cúng mẹ bằng cái gì biết không? Ai đi dỗ mẹ lại cúng bằng hoa quả nhựa bao giờ? Thế bây giờ tôi hỏi cô chú nhá, thế tôi cúng đồ thật, tôi cúng hoa quả thật thì các cụ có hưởng được không? Người chết có ăn được tí nào không hay toàn người sống? Mà con nào ăn? Em ăn. Đấy, đấy. Vợ mày tự nói nhá. Vợ mày tự... Thôi! Ngất nhà! Anh xin phép vợ nói vài lời nhé. À, anh nói đi, giật hết cả mình. Sợ quá chị ạ, đừng có cãi nhau nhá. Anh là anh cả các chú đúng không? Vâng. Là quyền huynh thế huynh ở cái nhà này đúng không? Dạ, theo em thì là quyền huynh thế phụ chứ không phải thế huynh. Bố mày thích huynh. Ôi trời, làm sao? Bây giờ thế này nhá, cái việc quan trọng bây giờ là phải tìm thấy bố, hiểu không? Mà quan trọng hơn ấy là phải cướp bằng được cái cây trầu. Cái không đi tìm cây trầu là cứ ngồi đấy cãi nhau thế nào. Bây giờ nhá, anh là anh cả, anh ra lệnh như này: vợ chồng chú Thắng chạy đằng này tìm ông, vợ chồng chú Kiều chạy đằng này, vợ chồng anh chạy đằng này. Ngu lắm cơ. Đã thọt rồi lại cứ nhấn cái chữ chạy làm gì cho người ta cười. Mà anh ơi, làm sao đấy? Anh chỉ là vợ chồng chú Thắng chạy đằng này, vợ chồng Kiều chạy đằng này, mà toàn chỉ lên trời chứ em có cánh nào mà em bay lên trên đấy được. Tóm lại là chạy đường nào hả anh? Mà anh đổi chữ chạy đi, không dùng chữ chạy luôn nhá. Chạy đằng nào mặc chú? 1, 2, 3 túa đi. Không chạy là xong. Túa đi. Túa. Đấy, túa đi đâu? Cần lắm. Huyền, trông ai như con Huyền? Ôi, ông ngoại. Ông đấy
con. Ôi giời ơi, trời ơi. Đừng có mẹ bỏ ông ra. Ông ơi, ôi con mừng quá. Con gặp ông con mừng quá ông ơi. Thế. Ông đi đâu đây? Ông về quê. Thế con đi đâu? Ô, thế con lại ở quê lên. À thế à? Vâng. Ừ. Thế sao mà ông không... lại về quê? Hôm nay là ngày mai là ngày giỗ bà. Thì con tưởng là ông phải ở trên này cùng với các bác để làm giỗ cho bà chứ không về quê làm gì. Năm nay ông về quê. Năm nay về quê cũng giỗ cho bà. Chứ mấy năm nay chúng nó mãi làm mãi ăn, chả có ai về. Nhà thì hương tàn khói lạnh, mồ mả thì phôi phai hết cả rồi. Hôm nay ông quyết định để về quê cúng bà đấy con ạ. Ông ơi, nhưng mà ngày hôm qua ấy, mẹ con bị mệt. Thế là mẹ con lại bảo là con lên trên này. À, con với mẹ con dỡ được đầy. Cái gì đấy con? Khoai ông ạ? Hả? Khoai lang. Khoai lang ông à? Ông ơi, mẹ con bảo là đem lên trên này nhá. Đem luộc một đĩa thật to để lên bàn thờ để thắp hương cho bà. Ừ. Ngày xưa ấy, vì là bà toàn ăn khoai thôi. Ừ. Thế còn lại thì đem biếu mỗi bác một ít để các bác nhớ hương vị quê hương. Chết con ơi. Dạ. Thế ông bảo. Dạ. Các bác mày ở trên này không có ăn khoai. Không ăn khoai á? Ăn sâm. Ôi trời. Ăn yến. Ôi trời. Nó không ăn khoai. Thế à? Khoai nguồn thế mà không ăn. Mày mang nó vứt mẹ ra chỗ khác bây giờ. Thế mang về quê đi. Con. Mẹ con cũng bảo là xem có cái quà gì quý quý để tặng các bác không. Thế nhưng mà con nuôi được 2 con ngan. Phải được 2 cân một con ý. Thế à? Thế mà tự dưng đêm hôm kia thế nào nó lăn đùng ra chết. Ờ. Mẹ con bảo là nó bị trúng giũa. Ồ, là nhỉ, cái lão tiểu cạnh nhà mình ở quê ấy. Ừ. Làm sao mà say xỉn suốt ngày mà không bị trúng giũa chết nhỉ? Không, cái loại say có bao giờ nó chết được con. Ông ơi, thế là con đem 2 con ngan nhá. Con làm lông sạch sẽ. Ừ. Con thịt con đem ra chợ bán. Ừ. Vâng. Con bắt chước mấy bà ngoài chợ, con bảo là bảo sao? Cháu bán ngan sạch. Thế là ôi người ta trúng đông trúng đỏ. Con này khôn quá. Khôn quá. Ông ơi, con bán được những 200.000 một con nha. 200.000 một con. Vâng, thế là được 400.000. Con mua một đôi dép tổ ong đi lên thành phố cho diện. 30.000, còn lại 370.000. Đây, ông ơi, con biếu ông nhá. Để ông ăn quà ông nhá. Đây, 370.000 đây, con biếu ông. Ông nhá. Thôi. Ông ơi, ông làm sao thế? Con tốt quá. Ông về quê đây. Ông khổ lắm. Ông sao thế? Ông nó như cái quả bóng ấy. Hôm thì ở nhà thằng cả được 25 ngày. Xong nó đá ông sang nhà thằng hai. Thằng hai nó bảo nó chưa đủ ngày, nó lại đá ông về. Có hôm cả 3 thằng nó đều đá ông. Ông ơi, ông cứ đi lang thang lên này, ông không biết ông đi đâu nữa đấy. Sao các bác lại đối xử với ông tàn tệ như vậy? Ông ơi, cờ cực. Thôi, thế thì ông về quê với con đi ông đi. Thôi, ông con mình về quê đi. Ông con mình về quê nhé. Vâng. Không ở đi được con ạ. Ông về quê quyết định rồi. Con rời phố em về quê sống má thôi. Vì con vì cháu đuổi em rồi. Bọn nó không thèm nuôi nấng bố. Gió đỏ thiệt hơn làm em đau lòng quá. Dành hết cuộc đời nuôi nấng con, vì đâu tình nghĩa lại hao mòn. Thầm trách do mình không có phúc, cố sinh còn tận đông, giờ đây thấy đau lòng. Khi xưa vui vầy con và bố, giàu nghèo vẫn yêu thương. Giờ đây bố con xa càng xa, cứ coi nhau như là người xa.
rừng ngược lá trốn đau thân già dành hết cuộc đời nuôi nâng con vì đâu tình nghĩa lại hao mòn thầm trách do mình không có phúc cố sinh còn thật đông giờ đây thấy đau lòng cố sinh còn thật đông giờ đây mới thấy đau lòng. Con Út sao mày lại ở đây? Ông làm sao đây? Đi xem nào, nào Nghĩa ơi, xem xương mạch của bố xem đây, đi dặn đây kia ông kia. Từ sao lúc nào ông lại ngã lăn quay ra như thế này. Con sợ lắm, con sợ ông chết. Các bác ơi, các bác kêu cứu ông đi, các bác ơi. Sao? Ôi giời, khỏe lắm. Ui, nhìn ba cái giật chân này tôi biết rồi. Cái bài này cũ lắm rồi, tôi quen rồi. Mày cứ an tâm đi. Ông mày không chết được đâu. Tử Vi xem rồi, còn sống 5-7 năm nữa cơ. Còn lâu nhá. Ôi giời. Còn lâu bố mày mới chết nhá. Mẹ Tử Vi xem số tao là không tu nhân tích đức sống đẻo được 110 năm nhá. Còn tu nhân tích đức là tao sống 135 nhá. Xin lỗi chúng mày đi. Có mấy thằng con của tao đấy. Ôi mẹ, cho cái em nó chào bố cái quá. Dạ. Thì xuống chào bố đi. Dạ. Con chào bố ạ. Con dâu thì cũng ngoan ngoan, nhưng có mấy thằng con trai ấy. Mẹ đẻ ra thì chỉ muốn góp cổ chết mẹ nó thôi. Nó cứ mong tao chết mà tao còn lâu mới chết nhá. Ở đâu còn lâu mới nói nhá, còn lâu mới chết nhá. Xin lỗi chúng mày đi. Thế hôm nay anh Kiều, anh Nghĩa, chị Vân này, chị Dung này, anh Thắng này, chị Thu ấy ra đây. Dạ. Có việc gì nữa? Chúng con đi săn bố ạ. Ôi trời ơi. Nhầm lại thế. Chị Thắng này. Bố. Ôi trời, bố không. Đi đâu đây? Chúng con đi ra đây chứ còn đi đâu? Chúng con đi tiễn bố thôi. Tiễn à? Tiễn bố về quê. Thì nghe bố về quê để chúng con đi tiễn bố thôi. Không làm gì mà các anh các chị ngoan thế. Mỗi hôm các anh chị có tiễn đưa gì đâu. Mà hôm nay làm gì thì tiễn đột xuất thế. Thôi bây giờ này nhá. Con có ý kiến thế này. Nói tóm lại, bây giờ bố muốn đi đâu bố đi, đúng không? Vâng. Nhưng mà bố đi thì bố đi, nhưng để lại cái cơ trầu. Ôi các bác ơi, cơ trầu làm gì có cái gì mà để lại. Các bác ơi, con xin có ý kiến ạ. Dạ, mẹ con với con ở quê lỡ được một tải khoai. Mẹ con bảo là các bác ở trên này là thích ăn khoai lắm. Thế nên là mẹ con cho con lên đây để đem trước hết là luộc một đĩa, đem thắp hương cho bà. Sau nữa là biếu các bác mỗi người một ít để các bác nhớ đến hương vị quê hương. Dạ, khoai nhà mình ngon lắm đấy các bác ơi. Này, cái lũ lợn nhà này nó không ăn khoai. Sao lợn này không ăn khoai hả ông? Lũ lợn đây này, nó ăn sâm. Nó ăn sâm. Ôi, bố nói cái gì bố nói chuyện này. Nó sao về ý tứ với cả là lợn với cái gì? Ý đấy, ông mày nói chúng tao là lũ lợn đấy, nhá. Sao bố có phải bóng gió? Các anh im đi. Bố nói là con gì thì cũng phải nhận. Bố nhở? Các bác ơi, khoai nhà mình ngon lắm các bác ạ. Lợn ăn khoai mà con. Vâng, các bác ơi, khoai rất là ngon, đặc sản của quê hương mình đấy. Thế nên là con đem lên đây. Đây, ui ôi các bác ơi, xem đi, con dỡ được củ khoai rất là to nhá. Bác ơi, con mời bác. Mày dí khoai mồm tao ra. Hả? Tại sao mày cũng dí khoai vào mồm bác mày này, bác gái mày? Con mời bác, mình buồn cười nhỉ. Mày bỏ ra kia đi. Đây mày gọi là cái gì? Khoai. Hồn quê hương. Hồn quê hương á? Mày để đấy nhá. Để xuống. Về chỗ. Vơ ba vơ vẩn. Chú cũng đừng có nóng. Chú ăn khoai miết mà cái mũi chú nó thế kia cơ mà. Em biết rồi.
Bác cả, thôi bác cầm lấy rồi cho cháu nó ít tiền nó đi xe về quê. Anh chú Kiều này. Ôi giời. Chú ở bên Mỹ vừa về đấy, nhiều đâu. Nhận đi cho cháu nó mấy trăm đô nó về quê. Đấy. Này, ăn đi Việt Kiều nhớ quê hương, tương vị quê hương. Mang triết học ra mà xử lý cái này đi. Cái này á thì mấy trăm đô ấy, vợ em nó lo được. Ôi giời. Nhưng mà em lại có ý như thế này này. Triết học đã nói khoai lang là rất là nhuận trường. Đấy. Ăn vào bao nhiêu thì nó ra bấy nhiêu. Mà chị cả, chị đang muốn xuống cân thì đấy, chị cái này rất là hợp cho chị đấy ạ. Ăn vào bao nhiêu ra bấy nhiêu, cục nào cục đấy là to như phân trâu ấy. Thôi thì thôi thế này nhá, cháu ơi, thôi thì bác cũng thay mặt tất cả các cô các chú ở đây xin nhận cái khoai của cháu nhá. Dạ. Người ta gọi là sâm ta đấy, hiểu dạ, không? Con cảm ơn bác. Đấy thì bây giờ bố bảo lợn ăn thì thôi con cũng thay mặt lợn con nhận cái bao này cho bố vui bố nha. Ừ. Này nhảy chân sáo vào cất trong kia, giấu Việt đi cho tôi. Toàn tinh bột thì ăn để thành voi à? Cứ để ở đây tôi cất. Nặng quá rồi mà này, cất cái củ khoai thôi mà đi mà nhảy như tango. Tài thế chứ. Bây giờ coi như cái việc khoai xong rồi. Đúng. Rồi. Thưa bố. Ừ. Con là con cả. Ủa, này mày mày đừng có chỉ tay vào mặt bố. Mày nói mày cứ đâm tay vào mặt bố thế. Vâng, con không chỉ. Con có ý kiến với bố thế này. Con là con cả trong gia đình đúng không? Nghĩa ơi, Nghĩa mày mất dạy quá Nghĩa. Bây giờ bố đã nói một câu là đừng chỉ tay vào mặt bố. Thế là một ngón bố đã không đồng ý, bây giờ giơ cả năm ngón vào mặt bố như thế thì đấy. Thằng này con nó mất dạy quá bố ạ. Bố để đấy, bố không dạy được nó, để con dạy nó. Nhá, không bao giờ với người lớn tuổi mà được như thế. Mày là con ai đấy hả Nghĩa? Mày là con ai? Chị ơi, hả? Anh Nghĩa là con của bố em đấy. Ừ. Tôi chết rồi, bố ơi con xin lỗi bố. Thỉnh thoảng con hay quên cái cơm áo gạo tiền rồi con cứ quên hết ý. Em ôi xấu hổ quá cơ anh ạ. Chị ơi. Ừ? Đây là chồng em chị ạ. Ôi chết 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 đây đây đây. Con xin lỗi em nhá. Mày vừa chỉ tay mặt tao đấy. Chứ con muốn lấy vàng không mà chúng tôi cắt ra rồi. Tao lớn tuổi hơn mày, tao có quyền chỉ. Mày là bố đẻ ra mày không được chỉ. Đúng không? Tao mày chơi tay đôi không? Mày dám không? Thôi, quá chị ơi. Bà cứ kệ to không? Để tôi có ý kiến. Thì nói rồi nói đi. Bố ạ, chúng con đã họp gia đình rồi. À. Và chúng con quyết định một điều. Ôi giời, mày quát kê thế. Bố đi đâu là việc của bố. Ờ. Bố sống với ai là quyền của bố. À, họp gia đình không có bố à? Không cần bố. Ôi giời ơi, chết rồi không cần bố. Đấy. Bố đã chết đâu mà không cần con. Nhưng việc quan trọng là bố đi. Bố phải để lại cái cơi trầu. Đúng không? Đã bảo là cái cơi trầu này làm gì có cái gì. Đồ sư lờ lưới cái gì, kỷ niệm làm gì có cái gì đâu. Kỷ niệm? Tiếng Anh nó gọi là souvenir đấy bố. Souvenir à? Vâng. Ừ. Souvenir của bố cũng là souvenir của các con. Làm cho gì? Nên là bố cứ để lại đây. Vâng. Rồi bố đi ông về ơi, quê. Đúng đấy, đúng con rồi. Thấy là bác nói như thế là đúng đấy. Của ông cũng như của các bác. Ông cứ để ra đây cho các bác đi xem có gì đâu mà. Nhưng mà... Làm gì đấy? Ôi giời ơi, này các con. Làm cái gì? Mày xê ra nhá. Ôi giời ơi. Tao là một mình, tao chấp cả hai gia đình nhá. Ôi giời. Mày hai con giòi này loi nhoi về đấy, tao thở một cái là mỗi con một vách nhá. Nhưng mà làm cái trò gì đây? Trò gì? Của nà của ông để ra đây là lấy thịt đè hết cả vào cái... Bây giờ có thịt không đè thì để làm cái gì đấy? Tao đố đứa nào đấy đè vào. Ôi giời ơi. Vào đây. Này chị ơi, chị ơi. Chị đừng lấy thịt đè người thế nhá. Này, chị em, anh em trong nhà với nhau có gì là phải chia đều nhá. Thì mày cứ từ từ, đừng có nhào vào như thế. Đây, nói gì đi. Này, chú nào, thím nào mà muốn gây chiến thì cứ nhìn chân anh nhá, làm gương nhá. Đập cả hai phát đấy. Lấy tôi về là lành lặn thì một tuần sau là què luôn đấy. Thôi, được rồi, được rồi. Thôi bây giờ này nhá, em có ý kiến. Thôi bác cả là bác lớn nhất, thì bác cứ mở ra. Bác lấy còn nào bác lấy, còn lại là của các em. Đấy, được chưa? Chẳng thà như thế. Lấy mẹ đi, thế còn đi làm cái gì nữa, tìm những cái nào to to nữa đi. Đâu rồi? Đi đây! Đi đây!
Đấy, ôi giời ơi. Mỗi nhà mỗi thứ thế có phải hơn không mà cứ huynh đệ tương tàn. Ôi à. Anh sao bông ơi, toàn bông. Xong rồi. Bố ơi, sao toàn bông này bố ơi. Ôi giời ơi. Bố ơi, cái bông này là thế nào? Bông này, bông này là hồi mẹ các con đẻ các con ra phải nhét vào lỗ tai để cho đỡ hậu sản mòn mà mẹ các con không chết với hậu sản mòn mà chết đói chết rét để nuôi chúng mày đến ngày hôm nay đấy. Bông này đấy. Gói gói vào cho mẹ đi, gói vào cho bố ơi. Mẹ. Bố ơi, sao tự dưng lại có hai cái cuốn chiếu thế này ạ? À? Hai cái cuốn chiếu này. Hồi tôi lấy vợ, làm gì có vàng bạc như các anh các chị đeo như bây giờ. Bố lấy để làm gì hả bố? Lễ cưới. Lễ cưới của mẹ mày đấy, à. Để đeo tai đấy, à, hoa tai, bằng quấn chiếu đấy. Vâng, hoa tai của mẹ con hiểu rồi. Ôi giời ơi, gói toàn kể hành kể tỏi những cái việc ngày xưa. Ông yêu lắm nhá. Đây này, thế còn giấy tờ đất này ông giải thích thế nào? À, giấy tờ đất đây. Đây, mọi người đứng có lui đây, tôi đọc cho mà nghe. À. Thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, bán cho ông Hình Xuân Bui. Hình Xuân Bui đúng không nào? Là ông Bùi Xuân Ninh đấy. Ninh. Thêm một bằng chứng mày không phải là con của bố nhá. À thế à? Vàng bạc làm mắt nhòa hết cả đọc lại rồi. Bùi Xuân Hinh à? Ừ. À, bán cho ông Bùi Xuân Hinh 2 mét đất của ông à? Nó ra đây mua con? Mua là mấy hecta không mua là mua có 2 mét là thế nào? Bố mua làm mua gì hả bố? 2 mét để chôn tôi. Tôi biết là các anh không chôn tôi. Tôi phải dành dụm tiền nong mua đây 2 mét để chuẩn bị cho mình đây. Thế hả bố? Sao bố lo xa thế? Sao bố? Bố chính ra bố cẩn thận ghê lắm. Thế cho nên là chắc là bố lận vào cặp quần ấy. Cái gì quý quý là lận vào cặp quần ấy. Ờ nhỉ. Chả lẽ bây giờ tôi dâu tôi đi tôi khám cặp quần của bố thì cũng nó thôi cũng này chỗ này. Quá đáng lắm. Chị đi về với chồng chị. Bố ơi. Sao con? Con có ý kiến thế này này. Bố có gì thì thôi. Bố cứ bỏ ra đi. Không là không xong với chúng nó đâu. Thằng quạng có học có khác nhỉ? Đấy. À, đây. Lòi ra chưa? Tức là đấy cứ truy sát bố thế đấy, thì mới lòi ra được cái gì chút. Lòi ra chưa? Dạ con xin nè, con xin bố. Đất đấy. Đấy. Tôi đã bảo các cụ là thế đấy, cái gì quý là lận cầm quần. Thế sao nào? Sao nào? Thôi không phải. Thập ân này, thập ân là cái gì mình ơi? Thập ân là cái gì nhỉ? Thập chắc là 10. Thập là 10. Vâng. Tôi mới học được kiểu vạn bát sách đấy. À, thập tôi chưa học. Thập là 10, mày vừa nói 10 xong rồi mày lại bảo là chạy. Thập là 10. Ân ấy. Ân ấy tối nghĩa quá. Cái này nó thiếu dấu sắc. Thiếu dấu sắc, thập ấn. Úi dồi ôi, 10 cái ấn bằng vàng. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, chết rồi. Dưới đây, chết. Rốt thì rốt nó vừa. Thập ân có nghĩa là 10 cái ơn. Bố, có phải đây là 10 điều mẹ các con dặn trước lúc mẹ con mất đây? Mẹ các con dặn như thế này thì ngâm cho các con mẹ mới có thai kể từ một ân thì con ơi mẹ mới có thai âm dương là âm dương nghĩ kỹ nào ai biết gì ở trong lòng thì con ơi đúng những sầu bi ruột gan chua xót mỗi khi bơi đầy sang đến ai ân thì con ơi mẹ chịu bấy chay thiếu mà.
than là tôi mang 9 tháng 10 ngày thai sinh nghi về từ vách đất leo chăn nắng mưa buồn bọc sách lành luống những chờ che lúc ra đời con nơi cất tiếng quê quê chỗ ướt mẹ nằm chỗ giáo mẹ nâng con mẹ tính từng ngày mong cho con lớn con khôn âu lo mấy độ mỏi mòn hôm mai sau ân thì con ơi mẹ kể canh dài chốc lỡ đàn xài uống những uống bốn phương mưa gió nào nề thuốc tan thời bu mớm bọn bè này âu lo bấy ân con tập lấy tập bò đầu răng thời quý lấy khúc khuỷu sông hồ thời giã héo khô muồi chăm chút không rời tám phân thì con ơi chăm chút không rời lửa tình theo tính dậy nên người đoan phương chính ngân là con ơi tách ngộ ra rằng học văn này học lễ chiếm bảng vàng cành son mẹ lo bền giá tất cho con nên chồng nên vợ vẹn tròn lứa đôi mười ân nữ đã kể dặn dò con ơi con hãy nhớ ơn người sinh con bà trao mẹ, mẹ lại trao các con. Mười ân mẹ kể, các con còn nhớ chăng? Các con, trước khi mẹ các con mất, mẹ các con dặn bố thế này: ông ơi, vợ chồng mình nghèo lắm, không có tiền, cả cuộc đời tôi chả có gì cả, chỉ có những đứa con như thế này thôi. Bố chỉ trông cậy vào các con thôi. Các con sống như thế nào thì sống, để cho các con trông vào. Thôi bố không nói nữa, bố về quê đây. Bố ơi, bố về dỗ mẹ các con. Bố ơi, con xin lỗi bố. Bố, anh Kiều, anh nói với bố điều gì đi chứ? Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta biết người phải sống thế nào để cha đừng buồn,
phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao cũng luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao cũng luôn mang nặng đè đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta.